Các bạn nghe rõ không? Tôi hiểu mi. Nào có nghe thấy ạ? Rõ. Ok. Ok, mình tuân ở mic. Thì ở đây chắc cũng có một số bạn là đã học môn AI mình dạy rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Okay. Chúng ta sẽ học một cái môn mới là môn Natural Language Processing, xử lý ngôn tự nhiên. Introduction to Natural Language Processing. Thì trước khi vào học thì mình sẽ thì cũng rất tiếc là gì là do đại dịch nên đâm ra là mình học online. Tất nhiên học tất nhiên online thì nó cũng có cái hay kiểu online hoặc offline thì nó cũng, nhưng mà về cơ bản thì offline thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn, tại vì để học online hiệu quả thì chắc là sẽ phải có một cái chiến lược nó tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên là gì là chúng ta đều là các bạn cũng gần như là năm thứ ba tư rồi, nên đâm ra là gì cái một trong cái gì cái gọi là study yourself ấy thì sẽ cũng cũng hy vọng là sẽ không ảnh hưởng nhiều. Thì trước khi vào học ấy thì mình sẽ bầu ban cán sự lớp một chút. Đấy thì về cơ bản là gì? Đấy, ban cán sự lớp thì biết rồi là sẽ có cái quyền lợi và trách nhiệm. Quyền lợi thì thực ra học online này thì cũng không vất vả bằng offline. Tất nhiên offline thì nó còn thực ra là bộ lớp thì cũng gì cũng cũng về cơ bản thì các bạn cũng không có nhiều việc, nhưng mà gì, nhưng mà cố gắng làm sao tập hợp các cái gì cái thông tin hoặc là các cái bộ nằm ấy mà ở lớp xong. Tại vì thực ra là có hai cái kênh kênh trực tiếp là trao đổi trực tiếp với tôi, kênh hai là nếu các bạn có thể ngại hoặc là vì lý do đấy thì có thể trao đổi với ban cán sự lớp xong trao đổi lại với tôi. Đấy thì cũng cái goal cuối cùng là gì, là làm sao mà lớp ta học hiệu quả nhất. Đấy. Học hiệu quả nhất cái môn học này. Đấy, hiệu quả thì nó ở đây nó có hai thứ. Thứ nhất là gì, làm sao các bạn học mà gì mà nó thích thú môn này, và thứ hai là các bạn gì cái về cái content và skin ấy, skill mà gì mà các bạn thu được từ cái môn này nó nhiều nhất có thể. Đấy, còn thực ra là cái về điểm số thì nó chỉ là một phần thôi, quan trọng là gì, là học ra mà gì mà ok. Em thưa thầy ạ, thầy cho em xin cái code để cho các bạn chưa vào được link, các bạn xin vào. Lớp em có đang có 4 bạn không vào được ạ. Linh gửi trên cái Coursera lên gì nữa? Dạ, các bạn ấy vào link ấy nhưng không vào được ạ. Linh thì cái bạn vào được Code. thì phải đây, nó gần như là các bạn vào được hết thì cùng một link đấy mà. Thì Thế thầy có cái bạn code vào được ngoài để cho các thì bạn nhập code ạ. ở đây là mình thực ra là không có code, mình vào thực tế cái link luôn. Đâu ở đây cái code á, code thì tại vì nó có hai cái option đúng không? Thứ nhất là vào qua link, thứ hai là vào qua qua code đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Rồi cái link để mình xem. Hiểu là bây giờ cái code là lấy ở chỗ nào nhỉ? Để đợi tí.
Vào Ninh thì sao không vào được, tại vì các bạn có vào theo cái, tại vì thực ra là ai có cái email của VNU là vào được hết mà. Đấy, các bạn đấy có cái mail của VNU không? Dạ, các bạn ấy vào được rồi thế ạ. Ừ, thế theo thôi, ok. Ừ, tại vì thực ra các bạn vào được chưa vào được là do mình chưa accept thôi. Ok, bạn đều đi đi qua thì mình accept là ok rồi đúng không? Chưa chưa chưa. Tại vì link này là nó sẽ thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là bạn gì bạn có địa chỉ VNU ấy. Thực ra là cái guest thì mình không biết là có vào được không, nhưng VNU chắc chắn vào được. Và thứ hai là mình accept là vào được. Tất nhiên là qua một cái bước mình accept nữa. Tại vì về cơ bản là một bạn vào được thì tất cả đã đều vào được cả. Tại vì về cái trò các bạn như nhau. Đấy thì mình sẽ nói tiếp. Thế nên đâm ra thì đâm ra là nên là cái môn học này thì mình cũng sẽ gì sẽ có theo một cái tiếp cận mà nó gì nó practical hơn, tức là bạn sẽ tóm lại là sẽ để nó cũng khuyến khích cái gì cái là ta học kiểu online, tức là dạng project based, tức là về cái tí nữa mình nói về cái đánh giá cái evaluation thì gì thì sẽ làm sao cho hợp lý ấy. Tức là ta sẽ qua một cái project để ta đánh giá, chúng ta không 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 đánh giá bằng cái gì cái ví dụ bài thi cuối kỳ của thì để xem cái cuối cùng thì cũng chốt lại là gì là sau 2 tuần ấy lớp ta có bao nhiêu thì ta sẽ chia ra các cái nhóm ấy, có thể là gì 3 bạn một nhóm ba để xem nó đông quá thì 4, nhưng mà theo tôi thì 3 là hợp lý nhất để các bạn có thể làm project. Và project thì cũng sẽ cho sớm, sẽ từ đầu kỳ đến gì đến 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 cuối kỳ để ta có thời gian, tức là tôi sẽ đánh giá là cái gọi là năm medium, cái state là cái gọi là giữa kỳ ấy, thì gọi là kiểm tra tiến độ, thì đấy là sẽ một phần điểm giữa kỳ và gì, và cuối cùng thì các bạn present và gì và trình bày cái gì cái gọi là complete project của mình. Thì tiếp theo thì sẽ đấy thì cái cán bộ lớp thì là gần như là cái communication giữa gì giữa lớp và gì và giảng viên, thì đương nhiên quyền lợi là các bạn sẽ mình nói, tức là nếu bạn nào học rồi thì biết, tức là sẽ được cộng điểm vào cái bài thi cuối kỳ, và này mình đã làm thường xuyên với các môn mà mình dạy. Đấy, còn về trách nhiệm thì thực ra thì nó cũng gì cũng 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 ấy thôi, cũng 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 không có gì nhiều. Đấy, nhưng mà thì lớp trưởng thì nên cũng có cái ý thức này, đơn giản nhất là các bạn gì các bạn cũng cũng chăm chỉ, chứ không phải ví dụ làm lớp trưởng mà cứ nghỉ suốt thì cũng không hợp lý lắm. Thì đây là một số các cái kiểu kiểu nào notice để chúng ta gì ta nắm được, thì để cho tinh thần, và thứ hai là để cái phân bố nó đều, thì sẽ ở lớp tôi ta thì tôi cũng không biết là có bao nhiêu bạn nữ ấy, nhưng mà tuy nhiên là cố gắng là một bạn nam bạn nữ, thì bạn nam lớp trưởng bạn nữ lớp phó hoặc ngược lại thì cũng ok. Thì xung phong thì đầu tiên là tinh thần xung phong các bạn, thì bạn nào xung phong lớp trưởng nhỉ? Đây đây có bạn bạn Dũng là xung phong đầu tiên, bạn là Dũng nhỉ, Vũ Vũ Mạnh Dũng đúng không? Bạn thứ hai là bạn Huyền Bùi, Huyền Bùi là em họ đầy đủ là gì? Dạ, em là Bùi Khánh Huyền ạ. Bùi Khánh Huyền, Em ok. học về kỳ trước ạ. Em chính học ấy đúng không? Học AI đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi ạ. Ok, ở đây thôi, thế thì cũng là nhanh thôi, tại vì thực ra xung phong các bạn đã
Ok rồi thì thôi cũng 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 chỉ định luôn, đây là bạn Dũng lớp trưởng nha, bạn Huyền lớp phó nha. Thì hai bạn tức là thực ra là nó là thì tạm thời thôi, còn về cơ bản thì hai bạn support cho nhau, tức là để hoàn thành cái gì cái công việc lớp. Và khi học xong môn này thì nhiệm vụ bạn là kết thúc. Đấy thì các bạn ghi cho tôi trên cái nick chat này, cái email với cả cái số điện thoại các bạn cho tôi cái nhé, và cái hai cái thông tin chính đấy, còn có thể địa chỉ Facebook nữa vân vân, để cho thứ nhất là tôi biết thì tôi sẽ ghét cái thông tin đấy, và thứ hai là để cả lớp các bạn cùng biết cả. Và thứ hai là các bạn cũng có thể tạo một cái nhóm ở Facebook đi, hoặc nhóm Zalo gì đấy, để gì để có cái thông tin thì tôi sẽ put lên, tại vì thực ra thì cũng rất muốn trong thời gian học này thì tôi sẽ mời một vài người ở ngoài để có thể present, để gì các bạn để nắm được thực tế ở bên ngoài, và thứ hai nữa là cũng là cái gần như cái tương tác thì tôi integrate giữa gì giữa học và job ấy, tại vì các bạn năm thứ ba tư rồi thì thực ra là gì cũng rất nhiều nơi là gì họ cũng quan tâm đến job của các bạn, và ngược lại đúng không, các bạn cũng rất muốn đi thực tập, và thứ hai gì thứ hai là có thể rất nhiều bạn nào năm thứ ba tư có thể làm part time rồi đấy, và làm trước, tất nhiên là làm sao ta chết được, vì ta trong ghế nhà trường thì ta cũng khuyên các bạn là nên gì nên vết được cái gì cái bằng trước, chứ ta không nên nên mất nhiều thời gian quá vào cái việc đi làm, thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc học, tại vì thực ra là việc học cũng là rất là quan trọng, tại vì vì ở đây bây giờ mình thấy là sinh viên ấy thì chúng ta nhiều khi chúng ta cũng chạy theo cái việc ấy, kiến thức nền tảng một số không được sâu, đặc biệt là nếu bạn nào mình đi sâu về AI đấy, thực ra là cái tin là ta thấy là Natural Language Processing thì cũng là một cái nhánh của AI thôi, nên nếu mà ta đi làm thành công chỗ này thì ta cũng phải đầu tư cái thời gian để đi học cái background, chứ không phải là cứ học sơ sơ vài tháng ta đã gì thành chuyên gia hoặc là gì ta làm được. Ok. Buổi đầu này thì ta hơi mất thời gian về việc các bạn là đi quay cái vào trong cái class, nhưng mà bắt đầu buổi sau thì gì thì ta cứ thế ta vào thôi. Rồi đây thông tin của bạn Dũng nhá, và thứ hai bạn Huyền đấy. Về cái mobile phone, và thứ hai là cái email, và là cái Facebook link. Thế thế các bạn có gì hỏi lại mình không? Có cái gì hỏi về cái em gọi là general information nhé. Năm tư bạn tất nhiên là về cái điểm danh thì mình sẽ gì sẽ một hai buổi đầu thì các bạn còn on off ấy, cho nên đâm ra là bắt đầu buổi thứ ba thôi thì mình sẽ điểm danh một chút, mà tuy nhiên là gì tuy nhiên là cũng mình rất muốn là dựa tinh thần tự nguyện các bạn bạn hứng thú cái môn học thì các bạn gì các bạn tham gia đấy thì là cái hay nhất, chứ còn không không quá là gì là bắt ép các bạn, nên đâm ra tôi cũng điểm danh là gì là gọi là sampling thôi, ngẫu nhiên thôi, chứ không không buổi nào điểm danh, nhưng mà tuy nhiên là từ cái sampling thì tôi có thể gì tổng quát lên cả lớp chúng ta, tức là từ sampling tôi có thể predict dự đoán được là gì là bạn hay nghỉ hay không.
Ta bắt đầu nha. Các bạn nhìn thấy sân ai của mình không? Có. Dạ Có. có. Thì cái môn này mình sẽ dạy cả tiếng Anh tiếng Việt nhé. Tại vì chắc chắn là ví dụ sân ai thì là sẽ tiếng Anh nhé, và thứ hai là các cái report các thứ thì các bạn cũng sẽ bằng tiếng Anh nhé. Còn cái giảng ấy thì có thể là tiếng Việt, tại vì hoặc là cũng có số buổi mình tiếng Anh, hoặc là mình mời người ví dụ như là có thể là bên nước ngoài gì đấy thì để đảm bảo gì, đảm bảo là cái native English một chút. Và thứ hai là ở đây là một môn học ấy thì nó phải đạt được cả hai cái. Thứ nhất là về cái kiến thức chuyên sâu ấy, kiến thức mà bạn phải hiểu bản chất, nên đâm ra là gì, nhiều khi bạn vẫn phải ta phải dùng tiếng Việt ấy, thì ta mới hiểu được cái nó kỹ. Nên đâm ra là gì, đâm ra là tại sao là khi giảng thì để tại vì vì ví dụ như là có thể là tiếng Anh thì chúng ta biết basic thôi, nhưng mà thực ra khi một cái môn ấy chúng ta để uốc được trong các cái project thực tế ấy, thì đòi hỏi chúng ta phải hiểu tương đối. Đấy, thì nhiều khi là gì, giải thích tiếng Việt thì nó sẽ ok. Còn là sẽ cung cấp cho các bạn một số các cái ví dụ song song với này thì một số khóa học trên 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 YouTube. Ở đấy là ví dụ về cái khóa mà cũng tương đương với cái mà gì mà tôi đang dạy, thì để các bạn có thể gì bạn bạn nghe ví dụ ở đấy các cái giáo sư nói, ví dụ giáo sư Native Language ấy, Native English thì họ sẽ nói sẽ rất là chuẩn, thì các bạn nghe sẽ cũng có thể là improve được cả cái English của chúng ta luôn. Và thứ hai là kết hợp với cả cái mà tôi giảng thì các bạn sẽ hiểu nó sâu hơn. Đấy nó về cái bạn bạn biết mà ta gì ta chú ý. Cái môn học của ta là môn học chúng ta là gì, Introduction to Natural Language Processing. Thì như bạn biết đây, Natural Language Processing thì là gì, là một cái nhánh của gì của AI. Tức là ta đã học trí tuệ nhân tạo rồi, thực ra là nếu mà xét về cái mặt nào đó thì nó là cái application của gì của AI. Tại vì vì sao, vì AI thì như ta nói rồi, một trong thành công là nó ứng dụng được rất nhiều trong thực tế, đúng không? Thì có hai cái gì, cái nhánh, tất nhiên là có nhiều, như hai cái nhánh ứng dụng nhiều nhất là gì, là nó cũng như tôi đã nói rất nhiều lần, tức là nó gì, nó rất là tự nhiên thôi. Tại vì vì thực ra bản chất là gì, bản chất là trí tuệ nhân tạo ấy, ta hiểu rồi, từ AI tôi đã nói rồi, thì thực ra là gì, là cái chính là gì, là làm sao ra được một cái mà máy để gì, để thực hiện cái thông minh như người, đúng không? Đấy, thì rõ ràng người làm được gì mà máy làm được thì là gì? Người ta gọi trí tuệ nhân tạo. Đấy, thì như vậy là gì, như vậy là thì mọi người thì thực ra là có hai cái giác quan mà gì mà ta dùng nhiều nhất. Thứ nhất là gì, thứ nhất là ta nhìn, đúng không? Thứ hai là ta gì, ta nghe và nói. Đây là hai cái nhiều nhất. Tất nhiên là một số cái khác, cái mũi miệng vân vân thì cũng dùng, nhưng mà thực ra mũi thì các bạn biết rồi, ta chỉ dùng khi ăn thôi, đúng không? Chứ còn bình thường thì gì thì cũng chỉ là nhìn với cả gì là nói và gì và là nhiều nhất. Tất nhiên là nói thì nó sẽ cái nghe và nói thì nó sẽ gì, nó là liên thông với nhau. Nhưng mà tuy nhiên là đấy, thì hai cái chính ở đây thì từ đó suy ra gì, suy ra ví dụ ta nhìn thì thường là gì, dựa vào cái ảnh đó, image đó, thì có bài toán về ảnh đấy, ví dụ nhìn để gì để nhận biết cái ảnh, hoặc nhìn để nhận biết là cái mặt vân vân, thì quy về gì gọi là computer vision, thường về ảnh. Thứ hai là cái giao tiếp được thì gì, thì chính là gì, là dựa vào cái mà gì mà gọi là language, ngôn ngữ đấy, ngôn ngữ mà ta gì ta
có thể giao tiếp nhau. Tất nhiên ngôn ngữ ở đây thì nó sẽ có hai loại ngôn ngữ, thứ nhất là gì, là speech language và gì, và text language. Text language là các cái mà ta viết ra. Đấy, còn speech language là cái mà ta có thể nói, nhưng mà thực ra bản chất là nói, thì là nói ra cái gì, cái text thôi. Đấy, thì tuy nhiên là gì, tuy nhiên là cái môn của ta thì ta focus vào cái text nhá, text language chứ không phải là gì, là speech language. Speech language thì các bạn sẽ có một cái môn riêng, vậy là môn ví dụ như là speech processing nhá, thì sẽ các bạn sẽ gì, sẽ chuyên về gọi là speech language. À, tại vì speech language thì nó có một phần đấy, nó liên quan đến tín hiệu nữa. Còn 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 text language thì hoàn toàn nó sẽ gì, nó chỉ liên quan đến gì, đến text thuần túy. Thì chính như vậy là gì, chính vậy là đây, cái text language thì về về cái language thì nó rất là quan trọng, tại vì nó là gần như cái tự nhiên hàng ngày của con người, đúng không? À, thường giao tiếp với nhau, rồi giao tiếp với cả đấy, tóm lại giao tiếp với nhau, đúng không? Thì nhưng tại sao gì, tại sao bây giờ là gì, đây nên là gì, các cái mà ứng dụng rất là phổ biến, ví dụ chatbot, trợ lý ảo, đấy, ta dùng rất là nhiều. Còn là thứ hai là gì, hai là đây các bạn bây giờ là các bạn rất tiện dùng cái dịch của Google Dịch ấy. Ở đây chắc chắn là gì, là ai cũng dùng Google Dịch cả, đúng không? Google Dịch để dịch, kể cả các bạn giỏi tiếng Anh đến mấy và vân vân thì ta vẫn phải dùng, tại vì thực ra là giỏi, nhưng mà ta có thể là gì, là cái chung thôi, ví dụ cái domain specific chẳng hạn, thì gì, thì tất nhiên Google thì nó cũng là chung thôi, nhưng mà gì, nhưng mà ở mức nào đó mình thấy Google càng ngày càng tốt lên ấy, thì nâng ra là gì, nâng ra là mức nào đó đó ta gì, ta dùng nó vẫn tương đối hiệu quả. Thì mình cũng thống kê thì gần như là các bạn sinh viên thì ai dùng Google cả, Google Dịch ở mức độ nào đấy. Thì đấy là các cái ứng dụng mà để làm được ra ứng dụng đấy thì chính là gì, chính là phải học cái môn chúng ta để cho nó Processing đấy. Và họ thống kê đến năm 2030 thì cái gọi là cái doanh thu từ cái AI trí tuệ nhân tạo là 13.000 tỷ đô la, 13.000 tỷ là con số cực lớn. Thì các bạn biết là gì, là cái riêng cho sử dụng tự nhiên thì nó cũng gì, tại vì thực ra là cái bài toán cho sử dụng tự nhiên ấy, thì thường là một là cái application, là thường này ra một cái ứng dụng thật, nên đâm ra là gì, ra ra là chính vì vậy là cái gọi là revenue từ cái đấy là khá là lớn đấy. Ví dụ 13.000 tỷ thì tôi cũng nghĩ là ví dụ như là trong sử dụng tự nhiên thì nó chỉ 1/3 đấy, nó đã gì cỡ 4.000 tỷ rồi đấy. Thì tóm lại là tiềm năng của sử dụng tự nhiên cũng rất là gì, rất là nhiều các ứng dụng và gì, và rất nhiều job trong đấy, nên đâm ra là gì, nên là hy vọng là qua cái môn học này, thì tất nhiên là bây giờ thì các bạn chọn môn học này thì mình cũng tại vì ở đây là online thì cũng gì, cũng không đi trực tiếp hỏi từng bạn, nhưng mà ở đây thì quên mình không làm một cái là cái thống kê để các bạn mà bạn có thể là vote là bao nhiêu bạn là thực sự thích môn này và bao nhiêu bạn học là gì, là cho đủ tín chỉ. Đấy, ví dụ các bạn thấy là gì, môn này là môn optional chẳng hạn, nhưng mà tôi thì tại vì ba bốn môn option thì tôi chọn một cái option để cho đủ đấy, thì cũng là lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ ba là gì, là theo kiểu ngẫu nhiên ấy. Tôi tất nhiên là gì, cái lý do thứ hai thứ ba thì nó gần gần như nhau, tức là các bạn chọn cho đủ ấy. Thì ta chọn, hoặc là thứ ba là các bạn có thể thấy gì, thấy nó cũng là một cái gọi là mình muốn tò mò ấy, thì mình muốn học thử để xem nó nào. Thì đấy là cái thường là có ba option cho chúng ta ấy. Đấy. Có bạn thì bạn thực sự thích rồi, bạn thấy à cái này là nhánh AI và mình cảm thấy 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 gì, mình thích, mình đi sâu, mình chọn. Đấy. Đấy, vì còn thứ hai là đấy, các bạn chọn theo nghĩa là các bạn cho đủ. Thứ ba thì các bạn cũng có thể thích AI, nhưng các bạn giờ đang phân vân giữa ba đường ấy, thì các bạn bỏ thử học xem nó có hay không, để mình gì đi sau mình đi sâu vào chẳng hạn. Thì hy vọng là sau môn này thì cũng thể nhiều các bạn thích cái môn Natural Language Processing, môn thì nó là một cái nhánh của AI mà, nên đâm ra là nếu ai mà thích về AI, thích về về là AI engineer hoặc AI mà sau nào về các cái job AI ấy, thì gì, thì đây là cũng là một lựa chọn rất là hay. Đấy, thì cái nội dung hôm nay thì ta gồm là gì, các cái thông tin về cái con học này, và đương nhiên là gì, đương nhiên là để một cái môn họ là để một cái lĩnh vực mà gì
mà nhiều người làm, hoặc thứ hai là nó nổi tiếng ấy thì phải có cái thành công của nó. Đấy. À thì cũng cũng kể cho bạn câu chuyện là đấy có gọi là chị Huyền Chip, Huyền Chip mình cũng, cũng thì cũng cũng rất nổi tiếng, tức là các bạn vừa là nhà văn vừa thì nhưng mà hiện nay thì lại thành một cái computer science và viết mấy quyển sách cũng khá hay, vừa ra cái quyển sách gọi là Machine Learning System ấy, design thiết kế hệ thống học máy. Thì bạn này đầu tiên sang Stanford thì học cũng về gì, về về gọi là writer thôi, để gọi là viết văn đấy, nhưng mà sau thời gian thì tại vì thực ra cái Stanford nó có cái thú vị là nó cái tính liên ngành rất là cao, thì ví dụ nó có các cái khóa học computer science ấy để các cái ngành khác có thể là gì soi vào học để cho biết, hoặc học gọi là tóm lại học để cho biết ấy. Thì sorry. Thì bạn hiện chip này thì bạn cũng gọi là học thử cho biết, tại vì học một số cái code đầu kiểu nó có cái code AI everyone for everyone, hoặc là AI for none computer science ấy. Cái thì thật bất ngờ là bạn học xong thì đấy, thì có thể là trong số bạn mà kiểu học kiểu tò mò ấy, đấy, thử. Tại vì vì Mỹ thì gần chục năm nay thì gì nó ra đây nên cái gì cái kiểu như mình ấy, về cái AI còn về cái gọi công việc 4.0 ấy, và rất nhiều job về lĩnh vực này, thì mà đặc biệt Stanford là cái trường về về rất nổi tiếng, đặc biệt về gì về về rất thành công về 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 công nghệ ấy. Đấy, các bạn biết là gì là Google là cũng hai người sáng lập là từ học từ Stanford ra, thì cũng bạn này chưa học thử ấy, thì sau này lại 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 thích ngay và gì và chuyển 180 độ là bỏ luôn cái thành writer và gì chuyển sang computer science. Và hiện nay thì bạn cũng đang đang làm gọi là thì AI scientist ấy, cho trước thì làm cho Nvidia nhưng mà giờ chuyển cho một cái công ty khác ấy, cũng chuyên về 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 AI. Đấy, thì đấy là một cái câu chuyện mà gì mà đầu tiên ta tò mò đấy, nhưng mà cuối cùng thì gì lại thấy rất là feel và gì phương Ninh và ta thích thì ta lại chuyển. Đấy, thì cũng hy vọng là gì là lớp chúng ta là gì các bạn chọn môn này thì cũng đầu tiên là ngẫu nhiên là gì chưa thích mà gì học cũng gì cũng sẽ thích, và ít nhất là ta tìm thấy cái hay ho gì ở cái môn này. Và tiếp theo là gì, là overview về cái môn NLP. Thì có một cái thì cái core của NLP chính là gì, cái mức linguistic level of expression, tức là cái mô tả về cái mức độ ngôn ngữ. Đấy, tại vì khi ta nghiên cứu về gì về 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 sâu về về tại vì nói cho cùng thì thực ra sinh lý ngôn tự nhiên là gì, là gần như là ta phải hiểu được, ví dụ như cho cái văn bản ấy thì ta phải tự động hiểu, tất nhiên người thì không nói nhưng mà đây là sao máy nó hiểu được văn bản. Đấy, tất nhiên hiểu được văn bản thì ta phải gì phải hiểu cái mức mà gì mức 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 cơ bản, mức mức basic nhất, xong ta hiểu nên ví dụ như là gì mức là tại vì thực ra bản thân của gì các từ nó sẽ cấu tạo thành các từ các cái character đúng không, các ký tự và có thể là các cái âm. Đấy, thì ta phải hiểu cái mức đấy nên thì các cái thông tin như vậy thì người ta gọi ta gọi là gì gọi là cái mức độ gọi là ngôn ngữ học hay linguistic. Và thứ hai là gì, thứ hai là thực sự cái xử lý ngôn tự nhiên NLP thì nó cũng không dễ, và nó gì nó vẫn là coi một trong gì trong cái domain khó. Đấy. Và gì và giờ cũng vẫn còn rất nhiều đất diễn để ta làm đấy, ví dụ như cái Google Dịch ấy rất là nổi tiếng hàng tỷ người dùng, mà tuy nhiên là gì các bạn vẫn nghe rõ đúng không? Vâng, nghe rõ thầy ạ. Nếu mà vấn đề gì thì các bạn Ok, còn nếu mà không không nghe thấy thầy nói gì thì em sẽ báo thầy. rồi ok, tại vì bây giờ cũng có một cái thầy ở cái trường Nanyang ở Singapore ấy, kiểu nói từ 9 giờ 12 giờ sau cuối cùng sinh viên chả chả xong mới bảo này em chả nghe gì cả, tưởng thầy bận phải giảng lại rất là vất vả. Thì đấy thì thực ra cái môn này thì nó thực sự nó cũng không dễ, mà thực sự nó cũng là một trong cái domain khó, nên đâm ra là gì đâm ra là tất nhiên là nó cũng nhiều cái level, nhiều nhiều cái mức độ, nên đâm ra là gì nhưng mà tuy nhiên ta cũng hiểu cái mức độ môn này nó khó như nào để ta gì ta ta
là ngay đầu ta biết để một cái perfect cái gì cái application NLP thì không đơn giản. Để ví dụ như tôi nói cái Google Dịch ấy, mặc dù nó rất là famous, hàng tỷ người dùng, nhưng tuy nhiên gì hiện nay nó cũng cũng gì cũng cũng hạn chế, chứ không phải nói gọi là trợ giúp dịch thôi, chứ không phải là cái gì dịch nó đúng cả. Thì đấy là các nội dung chính của cái bài học hôm nay. Bài hôm nay nó coi như một cái overview của cái môn học này thôi. Đấy, về cái con môn học này thì là tôi sẽ gì sẽ instructor là tôi là chính. Thì tất nhiên là cái môn này thì đối với các bạn thì sẽ có một cái gọi là teaching assistant. Thì tất nhiên ở đây đây thì sorry các bạn là teaching assistant thì không phải anh Quân, không phải thầy Quân, mà sẽ là gì thầy Nguyễn Hoàng Minh Quân, Nguyễn Hoàng Minh Công. Thì thực ra cái này thì trước đây là định, nhưng mà tôi vừa mới thay đổi một chút, tại vì chỗ thầy Quân thì sang một cái trợ giúp môn khác cho tôi. Môn này thì chỗ chỗ thầy công thực ra rất trẻ, cũng vừa tốt nghiệp được rồi, cũng tốt nghiệp xuất sắc ấy. Đấy, thì cũng được được giữ lại làm giảng viên tạo nguồn, và cũng làm mấy nhóm nghiên cứu với tôi cũng cũng được gần 2 năm rồi, thì rất là thành thạo về cái lĩnh vực này. Thì cũng là cái gọi là trợ trợ giúp cho các bạn rất là tốt. Thì hy vọng này thì sẽ sau các bạn sẽ tạo cái nhóm Zalo thì có thể add cả chỗ 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 thầy công vào, thì có các cái câu hỏi đặc biệt về gì về 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 khi các bạn làm app về về gì NLP này, mà có cái gì về 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 code hoặc là về về development ấy, tức là đi bắt bắt mấy thứ, thì có gì có thể hỏi chỗ chỗ thầy công. Thầy thầy cũng về lập trình rất là tốt. Về cái thông tin môn học thì đương nhiên là cái có này rồi, đúng không? Các bạn vào đây thì xem các thông tin. Còn đương nhiên học cái môn này thì các bạn thường môn này là nó sẽ là môn gọi là chuyên ngành, và thường ở cái gọi là cái năm Nasir là năm cuối của năm học. Đấy, nên đâm ra là các cái môn basic thì các bạn cũng phải học hết rồi. Ví dụ, và thứ hai là gì? Để và cái kiến thức cơ bản chúng ta đã biết, ví dụ về lập trình này, về toán dây ra, về thiết kế phần mềm, đặc biệt là gì là học qua cái code AI. Ở đây có ai chưa học qua AI code không nhỉ? Chắc là các bạn học hết rồi đúng Vâng. Còn bạn nào mà chưa học thì có thể inform cho tôi cái nhé, để tôi biết. Thì thực ra có mấy cái gọi là cái vote thống kê đấy, tôi muốn thống kê, nhưng mà có thể cái này sẽ nhờ bạn lớp trưởng lớp phó nhé giúp tôi cả. Ví dụ thống kê tôi là năm cái thống kê trên Facebook được, các bạn nào trong nhóm ấy vào xem ai học AI chưa, hoặc là ai học rồi thì làm tôi đấy. Và cho tôi cái thông tin nữa là gì, ví dụ các bạn biết trước cái môn này rồi, các bạn học là gì có chủ định, và thứ hai là để học theo kiểu ngẫu nhiên cho đủ, ba là các bạn học theo kiểu tò mò, thì cho tôi để tôi biết số cái thông tin static như vậy đấy. Và thứ hai nữa là gì, là đương nhiên là để học bây giờ là các bạn môn này là cuối rồi, và thứ hai là gì cái môn này nó tương đối là nhiều ứng dụng, và thứ hai, đã nhiều ứng dụng thì đương nhiên là phải gì là phải biết lập trình đúng không, biết code, hay ra đó là phải gì good knowledge về gì về 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 programming. Thì thực ra thì ở đây cũng rất tiện là gì là ta nên học Python. Python là cái ngôn ngữ mà gì mà gần như giờ là ngôn ngữ nó sẽ lên top 1 thế giới, số 1 thế giới. Về tại vì sao, vì nó support cho cái lĩnh vực AI rất là mạnh. Cái này thì tôi cũng đã nói với các bạn từ học AI rồi, tôi đã cho gần như tôi bảo các bạn là gì nên học ngôn ngữ này, và cái bài tập về AI tôi đã yêu cầu các bạn làm Python rồi đúng không? Đấy, và ở đây cũng yêu cầu Python là gì, để yêu cầu để cho gì cái làm các cái về programming assignment đối với cái môn học này. Còn về điểm để đánh giá ấy, thì đây thì cũng tương tự như các cái môn khác, ta sẽ có 10% là cái tham gia đủ
và 30% cho gì, cho giữa kỳ, và 60% cho final examination. Nhưng mà tuy nhiên gì, tuy nhiên là để cái đấy thì tôi có thể là gì buổi buổi sau nữa nha, tôi sẽ trao đổi cái chi tiết cái này, cái về cái đánh giá này. Thì ta định như tôi nói là ta sẽ học theo hướng cái project bay, thì đâm ra là cái project sẽ là cái trung tâm của gì, của cái gọi là evaluation. Thì và gì các bạn không phải thi cuối kỳ nữa để các bạn làm project, nhưng mà tất nhiên project thì nó có sẽ nhiều các cái gì, các cái state để gì để tôi đánh giá. Thì giữa kỳ ở mức nào và gì và cuối kỳ, nhưng mà cuối cùng thì các bạn cũng là trình bày thôi, tại vì tôi nghĩ cái này thì rất hợp cho đối học online ấy. Học online mà ví dụ như kỳ một tôi cho thi phần đáp cái môn AI mất còn 50 bạn mất 6 tiếng đồng hồ ấy, tại vì cứ tưởng hỏi nhanh nhưng mà không nhanh được, mà thi viết thì chắc là gì. Thực ra thi viết giờ mấy cái môn chuyên ngành tôi nghĩ không phải hay lắm, vì cái hay nhất là đấy các bạn học môn này các bạn phải hành được, học học mà ta phải 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 thấy. Ví dụ như các bạn này, tôi nghĩ là thú vị nhất là các bạn học xong các bạn làm được một cái app ứng dụng, mặc dù nó gì nó đơn giản thôi nhưng mà gì mà ta thấy gọi interesting hơn là ta cứ lý thuyết thôi, đúng không? Nên là gì rất muốn là các bạn học xong các bạn làm một cái gì ứng dụng từ cái gì cái kiến thức môn này, rồi xong ta gì chính cái đấy mà để gì để chúng tôi đánh giá dựa vào đấy luôn. Thì đấy là cái thú vị nhất. Thì tất nhiên ở đây có cái một số policy và gì cái practical issue thì cũng mong muốn là gì các bạn rất khuyến khích là các bạn discussion đấy. Tất nhiên là cái trao đổi thì rất là tốt, tại vì thực ra gì thực ra là bây giờ thế giới rất rộng lớn, mình không học một mình được, bây giờ càng chia sẻ tốt nhất. Thì nhiều khi chỉ cần một người chia sẻ cái thông tin ấy thì mình nó bằng là mình khéo đọc cả tuần, hoặc là thứ hai một cái gọi là explain giải thích bằng gì bằng cả tuần mình chưa chắc đã hiểu. Thì nên làm ra gì rất khuyến khích các bạn thảo luận chia sẻ sharing cái knowledge mà gì mà các bạn get được từ gì từ 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 từ, từ các bạn đã tự học ấy hoặc vân vân. Đấy, nhưng mà gì nhưng mà tuy nhiên là khi làm bài tập thì các bạn phải gì tự tự làm các cái team với nhau thôi, chứ 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 tránh trường hợp là gì là copy của nhau vân vân. Và các cái copy code thì từ sách vân vân hoàn toàn là các bạn có thể sử dụng được, mà ta phải có cái gọi là acknowledgement cái code vân vân đấy, và chỉ rõ cái gì mình làm và cái gì mình đi gọi là review lại đấy. Tất nhiên là và sharing và copy code là hoàn toàn là gì toàn bị nghiêm cấm nhé, để chúng ta là biết, tại vì thực ra là các cái code này hoàn toàn chúng tôi sẽ check được hết, check là các bạn tự code hoặc là các bạn tự làm vân vân. Nên tâm ra là gì tâm ra rất là muốn là gì là ta tất nhiên là gì tất nhiên là một số chỗ thì các bạn, tại vì bây giờ ở mình ý, thì theo cái đang AI đang hot ấy, cái ngành AI hoặc là về công nghiệp 4.0 ấy, chuyển đổi số đang hot, nên đâm ra là CV các bạn cũng cũng chém gió rất kinh là gì là kinh nghiệm AI thứ biết rất nhiều. Nhưng mà khi tuy nhiên thì đa số các bạn thì gì thì nhiều khi chỉ lấy các cái code người khác ấy, xong chạy thử đối với cái bài toán của mình thì thấy kết quả cao thì ok là gì à, nó đúng rồi, nó tốt rồi, mà về bản chất thì ta chưa chắc đã hiểu. Hoặc thứ hai là gì chỉ cần thay đổi một chút thôi là các bạn đã gì đã bí rồi. Đấy, thì nên 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 nên, nên, nên hoàn toàn là các bạn có thể sử dụng được các cái code khác vân vân, nhưng mà ta nên hiểu hiểu bản chất thì nó gì tốt hơn là gì ta mỗi gì mỗi như cái hộp đen ấy, ta sử dụng cuối cùng ta chả hiểu gì thì may ra nó cao nhưng người khác thì nó lại lại thấp vân vân. Thì là nên nên đâm ra là gì các bạn chú ý về cái reference, tức là về về cái tài liệu ấy. Thực ra giờ tài liệu thì rất rất nhiều cho chúng ta học. Đấy, thì sẽ có ba nguồn, thì ở đây là tôi sẽ liệt kê đây là hai nguồn chính, còn một cái nguồn nữa cho tôi nói là cái gọi là cái video lecture mà các bạn có thể nghe, thì tôi sẽ post lên cái gọi là Coursera sau. Nhưng mà ở đây là thứ nhất là slide lại bài giảng mà tôi đang giảng đây, thì là cái reference đầu tiên, và hai là cái tại vì
Thực ra cũng rất muốn nắm quyền TechBook mà gì mà nhưng mà tôi cũng chưa có thời gian. Thực ra đấy nó cũng cũng là một cái gì cái mà sẽ cái weakness mà tôi sẽ cố gắng khắc phục là gì, là sẽ có một cái quyển giáo trình ấy để tiếng Việt chẳng, hoặc là ít nhất của Việt Nam của trường ta thì các bạn tham khảo thì nó tốt hơn. Nhưng tuy nhiên là cũng không sao, tại vì chúng ta đều là gì, tại vì bây giờ kiến thức mới nhất ấy, thì kiến thức mới nhất thì thường là gì cập nhật là bằng tiếng Anh, và thứ hai thì các cái cũng rất nhiều các cái cuốn mà gì mà giờ họ up to date ấy. Đấy, nên đâm ra là đấy, ví dụ là một cái cuốn mà nổi tiếng nhất mà hiện nay hàng trăm trường đại học trên thế giới dùng làm gì là TechBook, chính là quyển Speed and Language Processing của Daniel Ruski và gì và Martin. Đấy, cái cuốn này thì cái cuốn thứ ba thì nó đang giờ có đang có bản draft thôi, mà cái bản số 2 thì anh chính bản 2 thì tôi có cái bản gọi là hard copy, bản cứng. Nhưng mà tuy nhiên các bạn tham khảo luôn cái bản gì bản bản draft, bản third edition cũng được. Cái bản này thì rất là mới, tại vì ông chưa in, chắc là ông dự định in trong năm nay. Thì các bạn vào link ở trên màn hình ấy, thì ta vẫn truy cập được các cái chương và hiện nay là đang bản draft. Đấy, thì các bạn cũng nên download về luôn, tại vì cũng vào ngày đẹp trời theo ông gì ông lại đóng toàn bộ lại nó cũng cũng anh, nên hôm nay là các bạn này tôi gửi sáng nay thì các bạn có thể download toàn bộ cái code này về, à kiểu cái chương ông này về mà gì mà đọc nhá, theo ví dụ tôi giảng đến cái phần nào thì các bạn có thể gì đọc các cái chương tương ứng. Cái cuốn thứ hai là cái Natural Processing của gì của Eisenstein, thì cái cuốn này thì cũng cũng gì cũng rất là tốt. Và một cái cuốn cũ hơn là cái Foundation of Static Natural Language Processing, cuốn này của gì cũng an ninh và gì và Church năm 2001. Cuốn này thì hơi cũ rồi, nhưng mà cái hay của cuốn này nó gì, nó là nền tảng, cái nền tảng thì nó đưa ra các cái định luật mà gì, tại vì các bạn biết là gì, bất cứ một cái môn học gì hoặc là vấn đề gì chẳng, cái kiến thức nền tảng đôi khi gì nó gần như bất biến ấy, không bao giờ thay đổi. Nhiều khi nó gì nó tồn tại đến hàng trăm năm cơ, thì nó vẫn cái kiến thức nền tảng. Nhưng đâm ra là ở đây năm 2000 so với giờ mới 20 năm thì gì chưa vấn đề gì cả, tại vì thực ra cái các cái nền tảng của nó về dựa vào các cái toán học ấy nó vẫn là gì, tại vì thực ra là cái sự nói ngôn ngữ tự nhiên hiện nay thì gì thì ta đang theo cái tiếp cận gọi là data driven ấy, từ hướng dữ liệu. Hướng dữ liệu thì gì thì chính là ta lại dùng cái gọi là static thống kê và gì probability, cái xác suất đi để ta gì ta ước lượng cái gọi tốt nhất. Thì đấy, thì cái đấy đã được trình bày ở cái cuốn Foundation này rồi, nên đâm ra là gì cái nền tảng ta là gì, nó không có gì thay đổi nhiều, nó chỉ thay đổi về các cái mà gì dựa trên cái nền tảng này thôi. Nên đâm ra là cái cuốn thứ ba này rất là tốt. Về đấy thì về tiếng Việt thì cũng rất là gì, rất tiếc là ta chưa có cái cuốn nào. Trước đây thì có một cái cuốn của thầy Đinh Điền trong Sài Gòn, nhưng tuy nhiên là cuốn đấy thì nó viết cũng simple á, khá đơn giản. Và thứ hai là tôi nghĩ là các bạn đây là ta đang học, ví dụ như là đại thì tham khảo tiếng Anh nó tốt hơn. Tất nhiên là tiếng Việt thì ta cũng sẽ hiểu kỹ hơn về cái mặt bản chất, nhưng mà gì mà thực ra cái cuốn của Speech and Language Processing viết cũng tương đối dễ hiểu, các bạn cũng cũng đọc luôn cũng được. Còn tất nhiên nếu có gì mà không hỏi thì các bạn có thể hỏi các bạn, hoặc là hỏi lại gì tôi và gì và Teaching Assistant để có thể gì explain cho các bạn. Thì đấy, thì tiếp theo là gì, cái gọi là cái gì thôi, học mà nó gì nó thú vị là nó phải thành công trong cuộc sống, đúng không? AI gì vị nhân sinh hạn là gì, muốn học vị nhân sinh thì ở đây làm sao NLP vị nhân sinh đấy, vị nhân sinh là vị mà có thể gì đưa vào cuộc sống được cái mà mong muốn, thì đưa cuộc sống nhưng mà trong cái mà gì thành công, tức là đưa vào cái industry được, cái công nghiệp. Đấy, coi là NLP hiện nay nó cũng coi như là một cái ngành công nghiệp rồi, tại vì tôi nói là cái gì doanh thu từ cả ứng dụng NLP rất là nhiều đấy. Ví dụ như tôi nói là chatbot trợ lý ảo, hoặc là gì, hoặc là về dịch máy, hoặc là về các cái ví dụ như là phân tích text về cái sentiment analysis vân vân. Và gần như là các cái công ty lớn thì đều có các ứng dụng thành công. Còn ở Việt Nam ấy thì có FPT AI ấy, thì cái lĩnh vực cái
ứng dụng thành công nhất thì cũng họ cũng chính là cái gì, cái chân ý ảo của gì nên là chân ý ảo là đấy, họ gần như là thay con người là trả lời hoàn toàn các cái gì, các cái câu hỏi trước đây thì toàn phải thêm phải một vài người trả lời ấy. Thì bây giờ là gì, cái đấy là gì, là máy nó sẽ trả lời được các câu câu hỏi mà thông dụng, câu hỏi mà nó gì nó không phức tạp. Và tất nhiên câu hỏi phức tạp thì gì, thì máy nó không trả lời được thì nó sẽ gì, nó sẽ chuyển đến người. Và tuy nhiên là gì, cái effort của người giảm đi rất là nhiều. Trước đây cần 10 người chẳng thì bây giờ tôi chỉ cần 3 người thôi. Đấy. Về ví dụ thì ta sẽ đi vào một số, đây là các cái gì, các cái gọi công ty lớn như tôi nói đều gì, đều có các cái ứng dụng về gì, về sử dụng tự nhiên. Đấy, một trong ứng dụng mà gì, một phổ biến nhất chính là trợ lý ảo. Trợ lý ảo gần như là gì, các công ty nào cũng có. Đấy, thì như các bạn nào biết là trước đây thì đây là theo cái gọi là tiến hóa của xã hội. Đấy, ví dụ thời 50-70 thì gì, thì rất tiếc là các bạn không sống trong thời này, mà nhưng mà thời này thì tôi cũng chưa sinh ra, thì gọi thời này thì rất là khổ đấy, lập trình nó rất là sơ khai bằng cái bìa đục nỗ đấy, nên đâm ra gì ra là cái máy tính nó có thể bằng cả một gian nhà ấy, mà vấn đề là cả quốc gia mới sở hữu được một máy tính thôi, chứ không phải là ví dụ cả Việt Nam ấy mới có được một cái máy, và máy đã là nó là cổ nỗ sĩ, chứ không phải là ví dụ cổ nỗ sĩ là gì, là cái ví dụ Mỹ nó có rồi thì 10 năm sau mình mới có nhá. Đấy, thì này theo nghĩa vào như vậy này, và ở mình thì cả nước mới có được một cái thôi, nên đâm ra là học về lập trình nhớ là ta cứ phải gì gần như là lưu sẵn, nhưng bắt đầu cả năm ta mới được lên gì đi thực hành một lần thôi, rất là vất vả. Về còn tất nhiên về chi tiết cái máy với bìa đục nỗ này thì các bạn có thể học ở cái môn mà gì về nguyên lý hệ điều hành, hoặc môn về kiến trúc máy tính ấy, thì ta sẽ gì sẽ hiểu kỹ hơn. Đấy, cái đấy, đây là một cái máy với bìa đục nỗ đấy, dùng để tại vì trước đây nó không có cái bộ nhớ mà gì, bộ nhớ kiểu như là RAM bây giờ, thì người ta thường người ta phải dùng các cái kiểu cái bìa này làm bộ nhớ để ta thao tác trên này. Đấy, thì cái thập kỷ 80 thì nó đã gì, đã hiện đại hơn đấy, người ta đã đưa ra được các cái bộ nhớ trong, và thứ hai là cái ngôn ngữ lập trình người ta đã gì, đã có cái gì cái bộ vi xử lý vân vân, và việc lập trình của ta nó cũng đã gì tiện hơn rất là nhiều rồi. Đấy, thì và gì, và đấy các bạn học ngôn ngữ bậc cao thì chính là gì, cái mà nó gì nó tiến hóa từ cái thời thứ hai này lên, mà gì và hiện nay nhỉ, thì nó là gì nó hoàn toàn là đến cái thời nay thì đấy, thì nó đã có cái mức trợ lý ảo rồi, thay vì các bạn hoàn toàn là vào Google thì các bạn gì, các bạn không phải search theo keyword nữa, mà search hoàn toàn là gì, là theo cái câu hỏi luôn. Ví dụ này, ví dụ như là tổng thống Mỹ là ai nhỉ, hoặc là Bill Clinton có mấy con vân vân, hoặc là thủ đô của Việt Nam là gì nhỉ, thì hoàn toàn là gì, hoàn toàn là Google họ trả lời luôn. Đấy, để trả lời được thì họ phải hiểu cái câu hỏi để trả lời, chứ không phải là tìm kiếm theo kiểu keyword. À, thì đấy là các cái mà gì mà hoặc là gì, hoặc là cái các cái trợ lý ảo ấy, hiểu hỏi các cái thông tin cơ bản, nó sẽ trả lời cho ta là gì, buồn về bật nhạc vân vân, nó sẽ gì. Nếu các bạn nào mà thì thường bây giờ cũng rất nhiều người là mua các cái con này về để học tiếng Anh ấy, là hỏi ví dụ con Echo của gì của Amazon chẳng hạn, Google Now của Google chẳng hạn, hoặc là Cortana của gì của Microsoft chẳng hạn, vân vân. Đấy, hoặc là nó tích hợp vào các cái gì, các cái điện thoại di động, hoặc là Big Buy của Samsung nhá, hoặc là CD của gì của Apple chẳng hạn, vân vân. Đấy, thì hoàn toàn đấy là cái gì ngày nay, và gì, và đến một lúc tất nhiên bây giờ lập trình các bạn vẫn phải gì, vẫn phải lập trình bằng code, nhưng mà gì, nhưng bây giờ người ta đang thử nghiệm một số các mô hình là gì, là giờ một bài toán là ta mô tả thôi để nó gì chạy luôn, chứ không ta không cần phải code nữa. Đấy, tức là mô tả và tự động và sinh ra code tự động. Thực ra bây giờ thì nó được 80% thôi, chứ thì nên ra cuối cùng người chốt cuối cùng người vẫn phải gì, vẫn thử lại cái đống code đấy. Thực ra nhưng mà nói tóm lại giờ nó cũng chưa phải thực sự mà nó gì nó hiệu quả, tại vì để làm được cái đấy thì phải sinh ra được nó, phải tại vì thực ra sinh ra được 80%, nhưng mà gì, nhưng mà
nhiều khi cái công mà gì check công vân vân còn gì cũng tương đương với cái mình làm từ đầu ấy, thế nên ra là gì, đâm ra là đôi khi là làm từ đầu nó cũng tiện hơn, nên đâm ra tại sao mà chưa ứng dụng nhiều. Nhưng mà bây giờ một số cái mô hình mà gì từ xử lý nguyên ngôn tự nhiên ấy thì nó có thể sinh ra được đấy, sinh ra được các cái code mà gì cả một cái hàm, cả một cái gì cái đoạn chương trình cũng rất là hiệu quả. Ví dụ mô hình GPT-3 mà rất nổi tiếng, nói từ từ gì từ từ năm ngoái đấy. Thì để đây là cái gì cái mức độ mà gì combination về máy ngày nay đấy, thì chính là gì, chính là cái mà connect của combination today là chính là cái gì, Visual Assistant mà tôi vừa nói. Tất nhiên là cái combination agent thì nó sẽ bao gồm gì, bao gồm cũng rất nhiều việc để một cái Visual Assistant mà hoạt động, thì nó phải tương đối nhiều việc đấy. Thứ nhất là nó phải biết là có cái module nhận dạng tiếng nói, ví dụ ta nói vào thì gì thì máy phải để hiểu và chuyển thành text đấy. Và thứ hai là gì, thứ hai là nó phải có language analysis, tức là nó phân tích cái text đấy. Ví dụ đấy, bạn nói vào câu nhỉ, ví dụ như là thủ tướng Việt Nam là ai nhỉ, thì mình là nói là speech đúng không, nhưng máy phải nhận dạng ra cái text đấy, và text đấy thì rõ ràng gì, cái ta phải sử dụng cái phân tích ngôn ngữ để hiểu được cái text đấy là người ta hỏi là thủ tướng của Việt Nam là ai đúng không. Đấy, phải nhận ra được cái gọi là cái tên riêng là Prime Minister đúng không, và thứ hai là Prime Minister và gì, và thứ hai là gì là Việt Nam nhỉ, và thứ hai là cái quan hệ là gì là của thì đấy là cái gì, cái phải phân tích đấy. Nhưng sau đó thì ta phải dạy cái Dynamic Processing là cái gì, cái gọi là cái gọi là một điều khiển đánh nóc. Tại vì rõ ràng ví dụ cái câu như thế thì ta thấy là gì, database hoặc là có cái gọi là cái dữ liệu trả lời ta trả lời luôn đúng không. Đấy, nhưng mà rất nhiều câu hỏi là gì, là ta không có cái câu trả lời thì đương nhiên ta phải hỏi lại đúng không. Bây giờ bạn hỏi là gì, là thủ tướng là ai nhỉ, thì rõ ràng là câu hỏi đấy nó rất bơ bơ đúng không, thì máy phải hỏi lại luôn đó, là hỏi thủ tướng của nước nào nhỉ đúng không. Đấy, để gì, để thông tin nó gì nó phải rõ ràng. Tại vì một số cái mà nó nhập nhằng ấy thì đương nhiên là máy phải hỏi lại. Đấy, ví dụ hỏi là giờ hỏi là book cho tôi chuyến bay vào 7 giờ tối nhá, thì nói thế chung chung quá đúng không, thì máy phải hỏi luôn là 7 giờ tối bao giờ nhỉ, đúng không? 7 tối hôm nay hay là bao giờ đấy, thì để gì, để thì cái đấy thì để làm được thì nó có cái đấy, cái module là Dynamic Processing phải làm việc đấy, để biết là cái gì, cái thông tin là gì, trả lời luôn hay là gì, hay là mình hỏi lại. Đấy, cái này này cũng rất là quan trọng. Đấy, thì tiếp theo là gì, tiếp theo chính là nếu mà tồn tại câu trả lời thì chính là cái gì, cái bài toán information retrieval, tức là ta sẽ gì, ta sẽ ghét cái kết quả. Tại vì thực ra nếu mà ta có trong database thì ta nuôi ra thôi, nhưng mà rất nhiều các cái gọi là open domain question ấy, một cái câu hỏi đấy mà các bạn có trong trong gọi là Wikipedia nhỉ. Đấy, ví dụ các bạn hỏi về ví dụ như là bà Montessori nhỉ, bà chuyên về gì, chuyên về về một cái phương pháp học nổi tiếng cho trẻ con ấy, thì rõ ràng là mình không biết được đúng không, mà hoàn toàn cái đấy, nhưng mà trên mạng có thì mình phải gì, phải đầu tiên tìm cái trang mà liên quan nhất Wiki chẳng, xong bắt đầu gì ta thu về và ta lấy cái đoạn mà gì mà mô tả về bài ấy để ta đưa ra câu trả lời, thì đấy thì phải cái gọi là có cái bài toán information retrieval. Thực ra mỗi cái này hoàn toàn là có thể là coi như một môn học. Đấy, information retrieval chuyên là gọi là truy hồi thông tin. Đấy, thì gọi là cái này chính là cái Google search ấy, tức là ta gì ta search một thông tin và trả về cái gì, cái đúng nhất cho nó đó. Đấy, xong sau khi có rồi nhỉ, thì ta lại phải chuyển lại là text to speech, tức là máy phải nói lại cho ta đúng không. Đấy, chứ không phải máy nó chỉ in ra chữ thôi, in chữ mình đọc vào thì không nói gì. Đấy, đã nói là trở nên ảo, dựa Visual Assistant nào nó phải giao tiếp được bằng gì, bằng giọng nói. Đấy, thì nó phải thêm cái module là gì, là từ text chuyển thành speech nữa. Đấy, text đấy phải chuyển, và giọng nói làm sao nó phải mượt, làm sao nó phải gì, nature cái gọi là cái độ mượt như người nói, tức là câu thì phải có điểm nhấn vân vân, các cái câu mà ví dụ cảm thán điểm nhấn, hoặc là câu buồn thì buồn, câu tức thì phải nói tức vân vân. Đấy, cái đấy cũng không phải đơn giản. Đấy, thì có một cái module gọi là text to speech. Đấy, cũng là một cái bài toán mà hiện nay Việt Nam rất nhiều người làm, tức là
Nhận lại tiếng nói tức là gì? Speech recognition, tức là đã chuyển từ speech to text, và bài toán ngược lại tức là text to speech. Đấy, tức là từ cái và cũng có hai công ty tương đối nổi tiếng, text to speech là công ty gọi là PB, còn thì speech đấy. Cognition thì công ty như Vai thì có các cái ví dụ như Google Now, Alexa, Siri, Cortana, vân vân, thì là các cái ứng dụng. Đấy, VAV thì là một cái của Việt Nam nhưng có nhóm thầy Phan Xuân Hiếu của trường ta ấy, mà cái này cũng khá lâu rồi ở mức simple, nhưng bây giờ thì gần như là gì, gần như là cho ngủ đông rồi, theo nghĩa là thì không phát triển rồi. Hoặc là cái Google Dịch rất là nổi tiếng thì các bạn biết. Đấy, thì có thể là trong cái khóa học này chúng tôi sẽ demo một cái gì, cái sản phẩm dịch cho chúng tôi phát triển. Đấy, thì ở đây là cái Google Dịch, nhưng mà dưới là gì, cái là của Học Việt. Học Việt cũng có dịch. Thì ở đây tại sao tôi đưa này, tại vì cái này là cái gì, cái hệ thống do gì ở trường ta, do tôi với thầy Nguyễn Phương Thái tham gia chính viết cái này. Đấy, tại vì dịch cái này ngày xưa thì chúng tôi dùng phương pháp gọi là dịch máy dựa vào thống kê. Cái này phát triển cũng lâu rồi, gần 10 năm rồi, từ 2012. Thì hồi đấy dịch cũng tương đương Google, nhưng hiện nay thì nó có thể kém hơn nhiều so với Google. Nhưng mà tất nhiên cái version dịch mới nhất của chúng tôi về tiếng Anh ấy, Anh với cả Việt thì nó cũng dịch cũng khá tốt. Thì có thể trong buổi tới chúng tôi sẽ demo cái đấy, để có thể là đến cái buổi học về gì, về Transformer nhỉ, thì tôi sẽ demo cái đấy. Đấy, về cái chất lượng dịch so với con người thì dần dần nó đã gì, tiệm cận tới con người. Tất nhiên là hiện nay thì gì, hiện nay cái so với cái perfect translation thì là gì, nó vẫn kém tương đối nhiều. Đấy, nhưng mà tất nhiên người, kể cả người dịch thì cũng làm sao perfect được, đúng không? Đấy, thì tất nhiên là máy so với người thì vẫn là thua. Đấy, thua. Nhưng mà gì, những cách tiệm cận hiện nay hiệu dựa vào neuron machine translation thì nó gì, nó đã tiệm cận con người. Tại vì trước cái này thì nó có Faebay, cái hệ dịch mà chúng tôi phát triển đặc biệt thì chúng tôi dùng Faebay machine translation. Sau thì cái neuron thì nó cách đây 4 năm thôi, nhưng mà nó gì, bật lên rất là kinh. Còn là cái hệ thống question answering mà nổi tiếng của Watson năm của IBM ấy, năm 2011, thì cái này nó gây ra chấn động của cả thế giới, tại vì nó thắng cái cuộc thi Jeopardy. Cái cuộc thi này là cuộc thi nó gần gần như là triệu phú của Việt Nam ấy. Nhưng mà đây nó cái khó hơn, tại vì cuộc thi này nó có thể gì, trả lời câu hỏi là tại sao. Đấy, tại sao. Ví dụ như tại sao nước Mỹ này gì, này giàu nhất thế giới nhỉ? Tại sao Mỹ đi đánh Iraq nhỉ? Vân vân. Anh cứ câu hỏi tại sao là một câu hỏi rất khó trả lời kể cả chúng ta, đúng không? Thì cái hệ thống của IBM này nó thắng được cả hai người mà gì, mà thắng cái cuộc thi mà gì, nhiều tiền nhất và gì, và thắng cái người mà gì, mà chiến thắng nhiều cuộc thi nhất, nó đều thắng cả. Đấy, mà thắng theo nghĩa là cách biệt. Đấy, thì để cái công nghệ IBM này đấy, thì họ đã xây dựng dựa trên 200 triệu cái gì, cái trang text, trang text. Đấy, họ có đo trên web về đấy, và xây dựng để họ gì, họ làm cái database, họ tìm trên cái này, họ tổ chức. Nên đâm ra gì, đâm ra cái Watson của 2011 của IBM nó như là kiểu gần như là nhà thông thái vạn năng ấy, họ cái gì nó biết. Nó lại thắng hai này, nó cũng gây chấn động cả thế giới. Tại vì trước cái cuộc thi này thì rất là khó, không phải là gì nghĩ máy thắng được. Đấy, hoặc là cái gì, cái gọi Google nó biết cả đáp, thì cái này cũng là rất thú vị. Đấy, cái này ví dụ như là tôi có thể để demo cho chúng ta, ví dụ như là đấy, ví dụ như search trước là Phương Đình Huệ chẳng. Đấy, thì Vương Đình Huệ thì nó sẽ liên quan đến các cái người như này. Đấy, thì ở đây thì ngày xưa ấy, ví dụ như cái thời mà tôi hơi giật mình là cái khi cho bác Huệ chưa được bầu là chủ tịch hội ấy, thì nó đã liên quan đến bác Phạm Minh Chính rồi. Đấy, bây giờ thì nó rõ hơn, tại vì đều là nguyên thủ quốc gia, đều tư trụ triều đình. Đấy, nhưng mà đây nó liên quan đến bà Nguyễn, gọi là Nguyễn Văn Chi. Đấy, thì tại sao liên quan Nguyễn Văn Chi ở đây?
Đấy thì thấy ngay là sao mình biết là Nguyễn Văn Chi chính là vợ của bác Huệ. Đấy. Hoặc là liên quan bác Trọng thì là tứ trụ rồi đấy, bà Ngân. Ngân là tại sao liên quan đấy, Ngân thì trước là gì, trước là đều chủ tịch quốc hội cả đấy, bác Đam vân vân thì ở Đam đều trước là phó thủ tướng ấy đấy, liên quan đấy. Liên quan đến bác Dũng thì trước đều là bộ trưởng bộ tài chính đấy, thì ví dụ đấy thì để làm sao nó làm được các việc này đấy, thì có bạn nào không vào được không nhỉ? Đấy thì một cái ví dụ thì để làm được với đấy, người ta làm nào thì chính là sử dụng cái gọi là đồ thị trí thức đấy, đồ thị trí thức là nó có đồ thị và các cái cạnh liên hệ nhau, và mỗi đỉnh coi là một cái tên riêng, ví dụ đấy một đỉnh là gì, là Bác Huệ và các cái thông tin về gì, về 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 Bác Huệ đây, thì ví dụ như là trước đây ví dụ các bạn đấy search nhá, thì gì trước đây các bạn search thì nó chỉ lên mỗi này thôi đấy, nên Vương Đình Huệ chẳng thì nó chỉ lên mỗi thông tin như này thôi, bây giờ nó lên đấy cả cái này, cái bên bên tay phải này. Các bạn nhìn thấy màn hình web không nhỉ? Có ạ. Alo. Ừ. Thì đấy thì cái thông tin này chính là cái non Instagram nó mới làm được. Thì ở đây nó coi như là các bác Huệ này là một cái đỉnh, và nó gì các cái đấy, các cái cạnh, các cái thông tin ở đây. Thì không phải ai làm được đâu, tại vì Google là gì, nó có cái data rất là lớn thì nó làm. Và thứ hai là cái ở đây nó có thể là rất nhiều cạnh và gì, và nó bổ sung dần ấy, càng nhiều thì cái thông tin này nó càng nhiều ra. Thì cái việc có nó Nonigram này thì việc để đi tìm kiếm nó gì, nó đa dạng hơn và nó đầy đủ thông tin hơn đấy. Ví dụ như là trước đây Hà Nội ta chỉ biết mỗi Hà Nội như này thôi, nhưng mà gì giờ ta biết rất nhiều thông tin về Hà Nội, vì Hà Nội có bao nhiêu trường đại học ở Hà Nội, có các cái gì, chỗ ăn gì, uống gì vân vân, thì đấy chính là gì, từ cái Nonigram ta sẽ extract được cái thông tin như vậy. Thì rõ ràng là nó xu thế rất tự nhiên tìm kiếm thôi đúng không? Bạn tìm kiếm một cái địa điểm đấy mà biết nhiều thông tin về đấy thì ta càng thích đúng không? Càng thú vị và càng gì, càng hấp dẫn chúng ta hơn đúng không? Thì đây là các cái gì? Đấy, Key Application năm 2021 thì nổi lên là, thực ra cái này thì nó cũng từ một vài năm trước rồi, chatbot và cái ví dụ dịch máy Machine Translation đấy, hoặc là về cái trích chọn thông tin. Cái này thì cũng rất nhiều công ty giờ cần đấy, ví dụ như từ văn bản ta trích ra các thông tin và các cái quan hệ của thì các cái thông tin đấy, tại vì giờ có văn bản giờ ngày rất là nhiều, giờ ta không phải người làm mà gì máy làm, để từ đấy đưa ra các cái gì, các cái có thể thống kê và để đưa ra các cái quyết định ấy. Đấy, thì đấy là các cái hoặc là gì, hoặc là đấy, social media analysis, phân tích các cái gì, các cái gọi là mạng xã hội truyền thông ấy, cái này là cái gì để ví dụ như là để biết là về khủng hoảng truyền thông vân vân. Tại vì thì rất nhiều giờ các nhà lãnh đạo vân vân ấy cũng đã có một các cái gì, cái hệ thống phân tích riêng đấy, ví dụ như là để xem hôm nay có ai nói tốt nói xấu về gì, về đồng chí đấy chẳng hạn. Thì ví dụ như Bill Gates chẳng hạn đấy, hệ thống để xem hôm nay ai nói xấu nói tốt về Bill Gates, ví dụ như là về về Biden chẳng hạn, tổng thống Mỹ ai nói tốt xấu, để từ đấy họ đưa ra, hoặc là Phạm Nhật Vượng ấy thì họ đưa ra các cái cảnh báo luôn, hoặc là các cái để từ đó họ rút kinh nghiệm vân vân, cái nào tốt thì họ phát hiện, nào xấu thì họ gì họ rút kinh nghiệm ngay. Vì trước đây là các ta cứ phải đọc báo vân vân, hoặc là nhiều khi thông tin đấy đấy ta gì ta không biết được hết đâu, mà phải có cái đội ngũ mà trợ lý phải đi dò la, nhưng bây giờ hoàn toàn là gì, trên mạng ta con hết được đủ là ta có thể phân tích được cái đấy, hoặc là tóm tắt văn bản, hoặc là đặc biệt cái nhận dạng các cái fake news ấy, đặc biệt là cái thời Covid chúng ta rất nhiều fake news ấy, giờ nhận biết được cái tin thật hay tin giả. Tại vì tin này có hai loại, thứ nhất bằng ảnh, hai là gì, bằng text đúng không? Đấy. Hôm trước còn đây nên cái rất nhiều các cái thông tin, ví dụ như là Hà Nội phong tỏa vân vân, hoặc là Hồ Chí Minh phong tỏa vân vân và các thứ ấy, nhưng sau cùng toàn tin giả cả đúng không? Thì đấy nên làm sao nhận dạng được cái đấy, đấy là các cái mà ta có thể dùng sử dụng tự nhiên ta làm. Ôi, các bạn giải nào độ tầm 10 phút nhá, ta tiếp tục nhá, 5 phút. À đâu, chúng ta nghỉ là 5 phút nhá. 5 đến 10 phút.
Chúng ta tiếp tục nhé. Các bạn nhìn thấy slide rồi nhé. Dạ vâng ạ. Ok. Thì tương ứng với nó thì gì? Thì do các thành công nên đâm ra gì? Đâm ra cũng rất nhiều các cái job từ đấy nó ra. Ví dụ data AI scientist hoặc là data scientist hoặc là data engineer, AI engineer cho cái NLP communication. Đấy, thì ở đây tóm lại là này sâu hot thì ví dụ về ngành công nghiệp chẳng hạn thì thực ra rất nhiều nhà đấy tôi liệt kê các cái công ở Việt Nam đấy, công ty lớn đấy, ví dụ VinAI tuyển rất là đông, Vin Big Data hoặc là Viettel. Theo hôm trước cũng có một cái anh bên đấy anh cũng bảo tuyển, kể cả các bạn cũng mới ra ấy, nhưng mà tất nhiên là cũng trình độ expert tí, còn lương khoảng độ tầm loanh quanh hơn 2.000 đô khởi điểm. Nhưng mà thực sự cũng không phải có nhân lực cũng rất là khó, hoặc FPT hoặc là BNPT vân vân. Ngoài ra là các công ty nhỏ, tôi thấy công ty nào cũng có các nhóm khoảng độ 2-3 bạn cũng làm, có kể cả offshore, kể cả Việt Nam ấy. Hoặc là về government thì cũng cần, ví dụ government thì các cái độ nhân viên chính phủ hoặc là một số các cái viện ấy, hoặc là kể cả một số các cái cục vân vân, thì có các cái trung tâm công nghệ thông tin ấy, thì họ có cần người biết về AI để gì, để họ họ có thể là gì, để tự phát triển hoặc là gì, hoặc là mua sẵn, nhưng mà họ làm sao phải gì, phải deploy được, tức là sử dụng được hiệu quả. Đấy, ngoài ra thì gì, ngoài ra là các cái trường viện về academic ấy, về cái giới mà học thuật ấy cũng cần. Đặc biệt là bây giờ đấy, các bạn thấy là gần như trường nào cũng có các cái gì, các cái ngành về AI, data science, thì thực ra là NLP thì cũng là một cái phần trong đấy, còn chỉ có duy nhất là ở trong Sài Gòn thì có một cái khoa về gọi là cái bộ môn về xử lý tự nhiên đấy, nhưng mà về cái gì, ứng dụng xử lý tự nhiên cũng rất là nhiều. Tại vì tôi cũng hiện nay tư vấn thêm bên cho bên Fshop ấy, thì thấy gần như là các cái dự án về xử tự nhiên cũng tương đương với dự án về computer vision, thế nên năm nay cũng rất là cần các cái gì, các cái người giảng dạy về cái lĩnh vực này, giảng dạy và đi kèm theo là gì, các cái gọi là engineer, AI engineer hoặc NLP engineer để support thêm. Năm nay là gì, là về nhân lực cũng gì khá là gì cần mà nó đa dạng. Đây là tôi chỉ là gọi là các cái chính đó, còn gì, còn một số lĩnh vực khác nữa, tại vì thực ra cái này thì nó gì, nó cũng thể là nó nên ngành ấy, các cái khác họ cần. Đấy, vậy là NLP là gì, thì là sự tự nhiên, thì ta có thể gọi là như tôi nói, soft skill, ngành con của AI và của gọi là computer linguistics, tức là về tính toán ngôn ngữ. Thì cái này thì nó thêm cái tính toán nữa, thì nữa ta sẽ gọi là giải thích. Thì đấy, nó đã nghiên cứu vấn đề tự động để sinh và hiểu được cái natural human language, để hiểu được ngôn ngữ con người, để có thể là làm sao để máy có thể sinh ra được một cái câu, một cái đoạn văn, và gì, và có thể hiểu được, ví dụ mình nói vào máy hiểu được, đương nhiên là đầu tiên nó phải hiểu được thì nó mới gì, mới làm được tiếp theo đó. Ví dụ chatbot đấy, thì nó sẽ làm được cả hai việc, hoặc là dịch, nó sẽ làm cả hai việc, dịch đầu tiên ta hiểu câu này xong gì ta chuyển thành ngôn ngữ khác nhá. Thì nó sẽ có hai cái gì, hai cái tab từ cái này, tức là chính là cái gì, cái bảy hệ thống sinh văn sinh ngôn ngữ, thì nó sẽ là gì, convert thông tin từ gì, từ database thành cái gì, cái gọi là nó có hai loại, là gọi là hay nói khác là gì, cái gọi là natural human language ấy. Và ngược lại là cái gì, cái hiểu, thì tức là gì, language understanding là system, là gì, là
Làm sao phải gì? Làm sao phải chuyển đổi từ các gì? Cái ngôn ngữ con người thành cái mà gì? Để có thể biểu diễn thành máy tính, máy tính có thể hiểu được. Vì rõ ràng là máy tính hiểu được thì nó máy gì? Làm công việc tiếp theo đúng không? Đấy, bản chất máy tính hiểu được là chính là sao mà cái chương trình chúng ta hiểu được. Tại vì các bạn biết là bản chất máy tính nó chỉ làm được có nó chỉ hiểu được cái gì? Phép toán là gì? À, tức là chỉ là hiểu được gọi là bit byte thôi, không một một. Đấy, nhưng mà để làm sao nâng tầm để nó hiểu được cái mà gì? À, một cái ngôn ngữ con người thì gì hoàn toàn không đơn giản chút nào nữa. Đấy thì ở đây nó minh họa thôi, nó sẽ có hai việc. Thì cũng có một số bài toán thì nó chỉ là understanding, có bài toán relation thôi, nhưng cũng có bài toán là kết hợp. Đấy kết hợp như tôi nói là bài dịch chatbot nhỉ, thì nó kết hợp. Còn với một số bài toán chỉ relation, ví dụ bài toán mà ví dụ sinh ra các cái quảng cáo nhá, tự động quảng cáo hoặc sinh ra một cái bài văn nhá. Thì đấy gọi là giờ cũng có một số các cái nhóm ấy họ làm hobby thôi, làm ra sinh thơ ấy, sinh thơ lục bát nhỉ, hoặc sinh thơ thân ngôn tứ tuyệt nhỉ. Thì đấy thì nó chỉ là cái gì à, generation thôi đấy. Còn là một số các cái nó chỉ là hiểu thôi, ví dụ như là cái gọi là các bạn dùng thì hàng ngày bây giờ chính là cái gì, cái gọi là remote control điều khiển TV ấy, thì bây giờ là điều khiển bằng giọng nói rồi đấy, thì hoàn toàn là gì thì nó hiểu, và thứ hai là đúng công lệnh thì nó sẽ gì, nó nôi database ra nó gì, nó thực hiện luôn đúng không? Chính là cái understanding, network understanding. Đấy thì như tôi nói ở đây là gì? Đây nó sẽ là cái language natural language processing LLP, thì nó sẽ liên hệ quan mật thiết với cả cái gọi computational linguistics, cái về 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 gọi là ngôn ngữ tính toán ấy. Đấy, ngôn ngữ tính toán thì thực ra cái ngôn ngữ tính toán là cái ngôn ngữ mà gì mà dựa vào gì, dựa vào vào công nghệ hoặc dựa vào gì các cái gì mô hình hóa thì người ta gọi là gì ngôn ngữ tính toán. Còn cái hai là cái ngôn ngữ kiểu như bình thường các nhà ngôn ngữ họ làm ấy thì đấy gọi là ngôn ngữ thuần túy. Đấy cái sự nữ tự nhiên đây là gì, gần như là phát triển cái giải pháp mà gì phát triển để giải quyết các cái vấn đề thực hành, và cái gọi là practical problem thì người ta gọi là gì sự tự nhiên đấy, ví dụ như là nhận dạng tiếng nói, hoặc là bài toán dịch máy, phân tích quan điểm, hoặc trích chọn thông tin từ một cái document. Đấy, thì là cái gì cái ta gọi là sự liên nguồn tự nhiên để phát triển phương pháp để gì giải cứu bài toán để mà gì mà nó gì cái nền tảng chính là gì là ngôn ngữ. Ví dụ dịch máy nhá, thì rõ ràng là gì, cái đầu vào là một ngôn ngữ đúng không, tiếng Việt, đầu ra là ngôn ngữ tiếng Anh nhá, hoặc ngược lại đầu vào ngôn ngữ tiếng Anh ra tiếng Việt. Đấy, nhưng mà nhiệm vụ ta là gì, là để dịch cái đấy chứ không phải là gì, không phải là đi sâu về cái mặt gì ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt. Và tuy nhiên để nào ứng dụng được cái này thì ta phải hiểu được cái ngôn ngữ, thì chính là cái gì? Computational linguistics, ngôn ngữ thoại, ngôn ngữ tính toán đấy. Cái tập trung vào gì, vào các cái công nghệ để gì để support hoặc là gì hoặc là thực hiện cái gì cái ngôn ngữ đấy, thì ta phải hiểu được gì, hiểu được cái gì cái tức là hiểu nó ngôn ngữ như nào nhỉ, ví dụ tiếng Việt nó có đặc trưng gì. Đấy, cấu tạo tiếng Việt như nào. Đấy. Còn là tiếng Việt thì tất nhiên nó cấu tạo từ cái chữ Latin đúng không? Đấy. Mà nó khác tiếng Anh là nó có các cái từ có dấu vân vân các thứ. Đấy, đúng không? Có ví dụ như là cái nào nào sinh ra ngôn ngữ. Đấy. Sinh ra ngôn ngữ thì ví dụ ta biết là gì? Nó dựa vào ngữ pháp đúng không? Đấy. Thì ta xem tiếng Anh thì nó sẽ nào, ví dụ như là verb, subject, object đúng không? Tiếng Việt thì nó thế đúng không? Vị ngữ, chủ ngữ, động từ và vị ngữ đúng không? Nhưng mà một số tiếng thì khác thì nó không đơn giản như vậy. Tiếng Nhật chẳng hạn thì nó là chủ ngữ, vị ngữ, động từ nó để cuối cơ. Có ví dụ cách học một ngôn ngữ như nào đấy, học học như nào đấy, thì ví dụ như là ta xem đứa trẻ nó học nào thì gì, thì để gì để ban liệu máy nó có học kiểu như là người học hay không. Rõ ràng là gì, ví dụ như là đứa trẻ học đầu tiên là phải học chữ cái đúng không, xong ghép thành từ đúng không, xong lớp 1, lớp 2 thì nó chỉ là đọc thôi, đọc quanh các từ hoặc câu thôi, nhưng nó chả hiểu là gì, là câu đấy có đúng hay không, nó chỉ là đọc theo cái thói quen thôi, là câu nó theo đúng cái nó nhớ thôi. Nhưng mà ví dụ nên càng cao ta phải học ngữ pháp đúng không, ghép một câu như nào đấy, khi ta học ngữ pháp rồi ta mới viết được một bài văn vân vân đúng không. Đấy thì
Đấy, ta ta phải xem gì cái học ngôn ngữ nào để xem để máy nó học hiệu quả. Thì đấy là về cái computer linguistics. Đấy thì ở đây là có các mức độ mà gì về cái gọi là linguistics, knowledge, trí thức ngôn ngữ. Đấy thì đây nó theo thứ tự đúng không? Đấy, ví dụ như là tại vì vì tech ấy, thì nó có cái gọi là mức về gọi là orthography, tức là về chính tả, mức mức chính tả viết, còn speech thì nó có gì phonetic và gì phonology về đấy, mức âm học. Và đấy thì ở đây nó sẽ gì, nó theo thứ tự, tức là càng càng sâu thì càng càng gì càng càng tất nhiên nó có cái ví dụ như là nông ấy thì nó đơn giản, nhưng mà gì nhưng mà sâu phức tạp, nhưng mà để hiểu được càng kỹ thì càng phải sâu. Đấy, càng phải sâu thì cái mức đơn giản, mức hình thái, từ, mức cụ pháp, mức ngữ nghĩa và mức gì, mức 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 văn phong, và mức thứ hai là gì, để hiểu cả một cái bài văn nhá, cái đoạn văn. Đấy, văn phong ở đây là ta đấy, đôi khi ta có thể nói là ẩn dụ, hoặc ta nói hiểu nói nhân cách hóa nhá. Đấy, cái đấy thì đúng, hiện nay thì máy nó vẫn chưa gì chưa đạt được cái đấy, con người hoàn toàn có thể hiểu được. Đấy thì đợi cái mức mà đấy, mức 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 mà để ta gì ta đánh vần được, hay là ta nói được một cái uốt đấy, một cái gọi là cái sao đúng không, thì đấy thì ta phải dựa vào gọi là ngữ âm. Đấy, thì gọi phonetic là gì, là nghiên cứu về cái âm của ngôn ngữ. Đấy, phonology thì gọi là âm vị học, thì nghiên cứu về cái gì cái thuộc tính phân phân bố của gì qua cái sao này, bố của các sao này, ví dụ các cái đây ngữ âm là nó có gì các cái sao, nhưng mà giờ cái phonology là gì, âm vị học là gì, ta kết hợp các cái này với nhau đấy, để thành các cái ví dụ như là nó có thể gì nguyên âm phụ âm vân vân, để nó ghép với nhau để thành một cái từ vân vân nhỉ. Đấy, thì cái này nó đã đi sâu về, ví dụ như là ta học về mình về cái speech processing thì sẽ đi sâu về này hơn. Còn đây là về morphology thì là gì, là về cái morphology thì là về cái hình thái. Cái hình thái thì nó chỉ có đối với các cái ngôn ngữ kết dính thôi, kết dính ngôn ngữ mà nó biến đổi, ví dụ như là tiếng Anh ấy, ví dụ đây là động từ thêm ed thì nó là quá khứ, hoặc là phân thứ hai chẳng hạn, thì nó sẽ dùng cái, hoặc là một số từ ấy nó gốc, nó sẽ dựa vào một số gốc thì nó sẽ một cái từ mới đấy. Ví dụ như cái từ revitalization nhá, revitalization nhá, thì cái từ này chẳng thì hoàn toàn ghép từ các cái gốc như này đấy. Thì dựa vào các cái gì, gốc này ta có thể đoán được cái từ này nó là gì đúng không, nó nào nhá đúng không. Đấy, thì đấy là cái bước gọi phân tích hình thái. Bước phân tích hình thái rất quan trọng đối với các ngôn kết dính, đặc biệt các ngôn ngữ của châu Âu ấy. Đấy, đặc biệt là nếu mà các bạn nào mà nghiên cứu về tiếng Anh ấy, cái morphology nó rất là cần. Nhưng đối với tiếng Việt chúng ta thì là gì, cái này không cần. Cái tiếng Việt ta thì là ngôn ngữ mà gì, mà ví dụ như là nó tạo thêm từ, ví dụ quá khứ là tôi đã làm người này đó, tôi đã làm người kia, hoặc tôi sẽ làm người này đấy, chứ nó không có dạng cái dính, nên nó không có khái niệm morphology đấy. Hoặc là cái syntax thì chính là cái gì, cái phân tích cú pháp, hiểu một cái câu nó có đúng hay không. Ví dụ chúng tôi tham dự trường hè về dễ xác suất thống kê chẳng hạn, thì cái câu này đúng thì nó sẽ phân tích được đấy, nhưng mà nếu có cái câu sai chẳng hạn thì nó sẽ không phân tích được ra cây đấy. Hay là gọi là syntax chính là cái cách mà các từ kết hợp để tạo thành gì, tạo thành một cái cụm từ hoặc một cái câu đấy, kết hợp. Cái này thường là ví dụ đối với học sinh thì người ta ta nên lớp gì, lớp lớp đặc biệt là câu 2 đúng không, thì ta học về ngữ pháp rất là nhiều, về 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 văn đúng không. Thì rõ ràng cái phân tích này thì nó sẽ giúp ta hiểu là gì, ai ai làm gì đúng không, cho ai đúng không, thì đây là cái gọi là cái bước tiền để hiểu được cái câu này đúng không. Đấy, và tiếp theo nữa chính là cái gì, cái semantic, còn là cái về văn phong ngữ dụng. Đấy, pragmatic thì cái semantic là nghiên cứu nghĩa của câu, phrase hoặc sentence đấy, đúng không, nếu mà hiểu được đúng thì là tuyệt vời. Đấy, nhưng mà thực ra là ta biết là một cái từ hoặc một câu văn để hiểu đúng nó phải dựa vào context của nó, cái ngữ cảnh ấy, ta mới gì ta mới hiểu được.
Đấy, hoặc là dựa vào cái ngữ cảnh chính là các cái từ xung quanh nhá. Đấy, hoặc cụ cụm từ. Đấy. À, đây ví dụ như là I have a dinner in for nhỉ. In or for. Đấy, thì nó sẽ ra các cái nghĩa khác nhau tùy theo cái từ này. Hoặc nào ví dụ ta ví dụ như từ từ banh hoặc là đấy đúng không? Banh thì nó có thể nhiều nghĩa, như ví dụ như là river bank nhỉ, thì ta hiểu là gì? Chính là cái bờ sông đúng không? Nhưng mà I go to bank for get money chẳng hạn, thì lúc đó nó chỉ là gì? Tôi ra gì? Ra những ngân hàng để tôi rút tiền nhỉ, đúng không? Thì tùy theo mà gì mà nên đâm ra là gì, cái phân tích semantic ngữ nghĩa là một cái rất quan trọng đối với toán sử tự nhiên, tại vì cuối cùng là để gì để thực hiện được, ta phải hiểu được một ít nhất một câu là nó nói gì đúng không, mà hiểu được chính là hiểu mức ngữ nghĩa đấy. Còn ngữ dụng thì nó khó hơn, ngữ dụng đấy thì tôi nói là gì, nó cái mức nhân cách hóa đấy, ví dụ như là con vịt chạy đến mày thì bạn liếm chân cô ta nhỉ, đúng không đấy, thì đây là có thể nhân cách hóa là gì, là thực ra con vịt, nhưng mà lại nói đến là gì, một cái kiểu cô bé hoặc một ai đấy nhỉ, nhưng người ta nói thế thôi, nói là con vịt con chó vân vân ấy, còn một cái con để nói đến cái độ yêu thương ấy, thì rõ ràng mình hiểu được, nhưng máy thì là rất khó hiểu cái này đúng không, thì đấy cái ngữ dụng là cái gì mức cao rồi đấy. Hoặc là về cái natural thì là cái gần như là cái ta có thể hiểu là cái từ vựng, thì cái mức mà gì mà gần như các cái tại vì các bạn chú ý nhé, mỗi các cái này thì đều coi là một cái bài toán để ta giải quyết, tức là một cái task mà ta gì ta khi ta nghiên cơ bản về computational linguistics ấy, thì ta sẽ nghiên cứu đấy, ví dụ như là cái về phân tích ngữ nghĩa nhá, thì ta phải hiểu nghĩa một câu hoặc là nghĩa một từ ấy để ta chọn nghĩa cho đúng cho với câu này nhá, tại vì các bạn biết là một từ nó có rất nhiều nghĩa rồi đấy. Bây giờ ta chọn từ nào để đúng, dịch như nào một từ nào đúng. Đấy, tất nhiên cả cụm cả câu nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà rất nhiều câu nó có nhiều nghĩa đó, thì ta sẽ thấy đấy, thì rõ ràng cái lexical thì là cái gọi là cái từ thì gần như là cái chung để ta các cái module nó sử dụng cái này, thì nó sẽ bao gồm các gì các morphim để gì để nó ra cái lexical. Thì cái lexical này sẽ tương tác với tất cả các mức độ của gì có cái biểu diễn về cái ngôn ngữ. Thì ở đây là gì? Ở đây là cái gì? Cái hướng của NLP và gì? Computational Linguistics Research, cái hướng nghiên cứu của này. Thì rõ ràng gì? Rõ ràng là rõ ràng là xu thế bây giờ gì, xu thế là cái gì, cái NLP và cái tất nhiên cái ứng dụng NLP ấy, thì nó kéo theo cái computational linguistics về nghiên cứu để gì để phát triển cái ứng dụng đấy đúng không, nhưng mà do một số các cái nguyên nhân mà nó gì cũng là một cái để thúc đẩy đấy, ví dụ như là thường các cái tool trong gì trong quản lý các cái thông tin mà bùng nổ ấy, thì rõ ràng là gì, rất nhiều thông tin mà hiện nay trước đây ta có thể làm tay được như tôi nói đấy, bây giờ hàng chục triệu trang hoặc là ít nhất là hàng trăm trang nhỉ, hàng nghìn trang thì ta không thể làm tay được, đỡ chắc các thông tin từ đấy ra hoặc là manage các cái text nó nhiều, các cái connect document rất là lớn ấy, thì rõ ràng gì, rõ ràng là ta phải dùng các cái tự động để tích chọn các cái đấy, các cái cụm từ hoặc là các keyword hoặc các tên riêng, thì rõ ràng làm đấy thì chính là cái bài toán con của sự tự nhiên đúng không, là ta gì là tự động tiện rất nhiều, thì nên tại sao NLP nó cần đấy, và thứ hai là chính bài toán dịch máy đấy là cái gì cái rất cần, tại vì xu thế giờ là cái gọi là cái nó vượt qua cái rào cản ngôn ngữ đấy, thì mà càng các cái gì các cái nhiều ứng dụng và ta gì ta ví dụ qua internet nhiều thì rõ ràng là gì cái dịch rất là cần, tại vì rõ ràng mình không thể đọc được các cái tiếng khác, rõ ràng là gì là tự động dịch cho mình hiểu, thì cái là cái nhanh nhất và gì vượt qua cái gì cái rào cản của ngôn ngữ. Và thường các cái NLP này thì nó gì nó sẽ là các cái tool mà tích hợp vào cái main product để gần như là bán quảng cáo, chứ NLP thì đôi khi nó cũng không một cái ứng dụng mà nó ít khi nó đứng riêng ra một mình, tất nhiên là đây là một cái thường xuyên thôi chứ không không hẳn, tại vì cũng rất nhiều các cái hệ thống dịch
mà gần như gọi là cái service dịch mà người ta gì chỉ mỗi sống bằng dịch thôi. Nhưng mà điển hình là Google, các bạn thấy Google thì chính là cái search engine, nhưng mà có cái gì, các cái gọi là ecosystem ở đấy, nó rất là nhiều các cái hệ sinh thái của gì, của cái search, nó rất nhiều các ứng dụng. Ví dụ như là các bạn vào search thì mới thấy cái dịch đúng không, và các cái Google Doc vân vân, các cái nằm trên đấy. Đấy thì ta mới thấy là gì, cái ví dụ như là cái dịch máy thì nó không phải là của Google, nó không phải là gì, là một cái ứng dụng riêng, mà nó chỉ là một cái gọi là cái tích hợp ở trong cái search thôi. Mà tuy nhiên nó được dùng rất nhiều, tại vì đây ví dụ như ta các cái trang vân vân ta cần muốn hiểu được, hoặc là ta thường là search ta vào ta đọc mà, thì rõ ràng là một số cái cần thì ta sẽ đưa vào Google ta dịch luôn, nó gọi là trợ giúp rất là tốt. Và từ đấy ta sẽ gì, sẽ sell các cái nhiều các cái quảng cáo vân vân. Và cái hai là bây giờ là cái xu thế là tính toán trên mobile rất là nhiều đúng không, thì rõ ràng là cái mà để gõ tay vào thì rất là bất cập đúng không. Gõ tay ví dụ các bạn đang đi ô tô vân vân, hoặc này kể cả các bạn ở nhà thì gõ bàn phím cũng rất là ngại rồi đúng không, gõ bàn phím thì còn đỡ, máy tính như giờ gõ vào cái mobile ta là ngại, đặc biệt các bạn trẻ thì còn đỡ, nhưng mà như chúng tôi giờ rất là ngại rồi, gõ nhiều tay tê tay, thì làm sao mà gì, làm sao để ta có thể gì talk với cả máy tính luôn, nói chuyện với cả cái ấy luôn, là cái mobile ta luôn đúng không, và nó tự động nó nhận dạng cái câu đấy, tức là đấy nó chuyển thành gì speech to text luôn, và ta chỉ sửa một chút thôi, chúng ta gì ta gửi luôn đấy, thì nó rất là tiện. Đến đấy nó một trong cái cũng motivation mà tại sao mà gì ở cái speech to question, và thứ hai đấy cái một chatbot hoặc trợ lý ảo đó gì nổi lên, và mà rất nhiều công ty cần, mà kinh phí cho đấy nhiều, và gì mà nó phát triển rất tốt hiện nay. Đấy, và gì, và đây là các cái nhân tố thách thức, là nhân tố mà thay đổi cái gì, cái về cái bức tranh của NLP. Đấy thì cái này thì nó cũng là gần như cái chung của ấy thôi, chung của AI thôi, nhất là về cái tài nguyên tính toán này, và thứ hai là gì, về cái dây lên cái web và cái social web. Đấy thì rõ ràng là khi càng nhiều này thì đương nhiên là ta không phải tính tự động được, tính bằng manual được, mà ta phải cần gì, cần các cái phương pháp tự động. Tự động thì đương nhiên đối với text thì đương nhiên là ta phải dùng NLP rồi đó. Và thực ra là gì, dùng NLP thì cái chính cái công nghệ mà dùng thì chính là vẫn là gì, sử dụng machine learning. Và gì, và cái gì, cái thuận lợi là gì, hiểu cái gì, cái đấy từ cái trên thì ta gì, ta có thể là thuận lợi hiểu được các cái ngôn ngữ trong gì, trong cái ngữ cảnh về 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 gì về trong trong xã hội chẳng hạn. Ví dụ như là ta hoàn toàn ta có thể đọc được các cái gì, các cái bóc tách, cái ví dụ một một cái trend trong gì trong Facebook ấy, thì ta biết là ai mua ai bán cái gì đấy. Vì trước đây là ví dụ như là hoàn toàn là order là mua gì ta cứ phải nhìn đấy, nhưng mà dễ gì có cái con bot nào vào tự động làm đấy, thì ta biết là ai mua ai bán, thì ta gì ta thành một cái list luôn để gì, để order hàng luôn, và bao nhiêu, ví dụ như là đồng chí tên là gì và gì và mua cái gì vân vân ấy. Thì trước đây người ta cứ phải nhìn vào mắt đúng không, tại vì vì người ta ót người ta cứ gửi thông tin thôi, nhưng mà hoàn toàn lại các đấy là máy có thể gì xử lý được, và gì và xong online cho chúng ta khá là tiện. Đấy thì đối với cái bài toán xử lý tự nhiên ấy, thì nó như tôi nói là nó sẽ có hai cái ở đây mà để ta nghiên cứu và ta thực hiện. Thì thứ nhất là cái application. Application thì thực ra là gì, cái ngôn ngữ tự nhiên chính là để giải quyết application, nhưng mà vấn đề như tôi nói đấy, để giải quyết application thì nó phải cần các cái gì, các cái gọi là task mà nó gọi là immediate, gọi là trung gian, hay gọi là core về technology của NLP, tính người ta gọi là sub-problem đấy. Đấy thì về cái ứng dụng này là ứng dụng end to end, là ứng dụng nào mà chúng ta dùng, nhưng mà để ứng dụng để làm được này thì lại ta cần phải có cái bài toán core, ví dụ về mô hình ngôn ngữ này, về bài toán part of speech tagging này, về gắn nhân tên loại, hoặc phân tích cú pháp, hoặc là gì, hoặc nhận dạng tên riêng, hoặc là gì, hoặc là xử lý nhập nhằng ngữ nghĩa, Western deconvolution, gắn vai trò của nghĩa nhỉ, semantic goal learning, hoặc là semantic parsing nhỉ.
Đấy thì NLP ở đây ta có thể nói là gì? Nó là nằm gọi là giao giữa gì? Giữa cái ngôn ngữ tính toán và machine learning. Tại vì thực ra gì? NLP nó là gì? Gọi là sắp 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 field của AI, nhưng mà gì? Thì chính là gì? Nó sắp field chính là gì? Nó sử dụng các cái phương pháp của AI để gì? Để giải quyết thì phương pháp AI chính là dùng machine learning, nên ta có thể hiểu là gì? Là cái giao giữa hai cái này. Đấy, ở đây thì là tại sao mà gì mà NLP ta có thể coi là khó. À, tại vì đấy thì ở đây là đưa đưa ra mấy cái chính. Nhất là nó nhập nhằng, hai là nó rất là thưa dữ liệu. Thực ra mình cứ tưởng là gì? Là dữ liệu chúng ta có ngày càng nhiều, nhưng mà nó vẫn bị hiện tượng gọi là sparsity, hiện tượng là thưa dữ liệu. À. Đấy. Và gì và hầu hết các cái ứng dụng về NLP hiện nay thì đều coi như một cái bài toán mà dự đoán, bài toán dự đoán. Hay nó khác là ta để có thể giải quyết nó bằng cái bài toán học hành được. Kể cả bài toán dịch ấy thì ta có coi có thể là gì? Coi là bài toán một cái câu vào thì ta chia làm triệu lớp, đúng không? Tức là câu này nó có thể là gì? Dịch ra trăm khả năng, đúng không? Đưa một cái câu vào, đúng không? Trăm khả năng đối với ví dụ tiếng tiếng Anh ạ, thì bản chất chính là bài toán nó phân cái lớp cái câu này vào cái gì? Cái khả năng nào của gì? Ví dụ từ từ tiếng Anh sang Việt, của tiếng Việt chẳng hạn. Đúng không? Nên tâm ra ta có thể phân lớp, nhưng có điều lúc đó cái lớp đối với toàn dịch nó cực kỳ lớn. Và thực ra là đấy thì đối như bài toàn dịch chẳng hạn thì cái nhãn mà thường để xét cho tất cả các cặp câu thì nó gì? Gần như vô hạn. Đấy, nên tâm ra đấy cũng là một cái gì? Cái khó để gì? Để thực hiện. Hoặc nào bài toán summarization chẳng hạn, nếu ta coi bài toán phân lớp thì nó thế, đúng không? Cái cả một cái văn bản mà giờ tóm tắt đấy thì nó cũng có rất nhiều cái lớp mà nó có thể là gì. Đấy, thì rõ ràng là cái nhãn nó thì là vô hạn, thế nên tham gia đấy cũng là một cái nguyên nhân mà gì, nguyên nhân là tại sao mà đối với một số bài toán dịch và toàn văn bản thì kết quả giờ nó chưa được như mong đợi như như người nào. Và thứ hai là cái dữ liệu mà gì mà huấn luyện đối với cả cái phương pháp mà gì mà supervised learning, tức phương pháp mà có giám sát ấy, thì gần như là giờ nó rất đắt đỏ và không có sẵn. Sẵn mà thực ra cái hiệu quả thì vẫn phải là cái dữ liệu tốt. Đấy, xu thế gần đây người ta sẽ gì, thay vì người ta tập trung vào model thì người ta tập trung vào dữ liệu. Đấy, nhưng mà có điều giờ cái là dữ liệu mà tốt thì rất tốn về công sức, và thứ hai là cũng thách thức thuật toán nữa đối với các cái gọi là tập từ vựng lớn ấy. Tại vì thực ra đối với toán sinh lý tự nhiên thì gì, thì cái tập từ vựng nó là cái gọi là key, tại vì rõ ràng các bạn thực hiện trên ngôn ngữ mà kiểu gì ta, cái tập từ vựng chính là cái tập mà từ co ấy của cái kho ngữ liệu mà ta dùng để ta tính toán ấy. Đấy. Thì ví dụ như trên 50k chẳng hạn thì nó gì, nó ví dụ như 100k thì tính toán rất là phức tạp. Đấy, và thứ hai là cái dữ liệu của ta càng càng ngày càng lớn, ra là mình tính toán thế thôi, nhưng mà không phải đơn giản đâu. Ví dụ như là Việt Nam thôi, nhưng mà cho ví dụ như là đấy đơn giản cho các bạn ví dụ 1-2 GB tính được, nhưng mà cho các bạn terabyte nhỉ, thì các bạn cũng cứ tưởng là gì, cứ tưởng là nhiều dữ liệu thì hay ho, nhưng mà gì, nhưng lúc ta nhảy vào làm thực tế thì cũng không phải dễ tính đâu. Chúng ta tiếp tục nhé. Đấy thì về cái nhập nhằng ấy thì đây các bạn thử tôi một chút, coi là cái quiz question thì theo các bạn là hai câu này thì mỗi câu có bao nhiêu nghĩa? Câu một có mấy nghĩa, câu hai có mấy nghĩa? Các bạn thử nghĩ cho tôi trong trong 2 phút xem nào. Anh nghĩa là xin thưa bạn là vẫn thiếu nha.
Nào các bạn ra mình nghĩa. Comment đi mình. Các bạn nào ra ba nghĩa không? Thì hai câu này mỗi câu là ba nghĩa mới là đúng. Ví dụ như đối với cái câu mà I need a computer that understand unite the matter. Đấy thì nó ba cái nghĩa như ở dưới. Đấy, ba nghĩa này thôi tôi không cần giải thích nữa. Đó. Còn cái câu thì câu ông già đi nhanh quá thì cũng có ba nghĩa. Đấy, thứ nhất là gì? Ông già đi nhanh quá. Đó. Thứ hai là gì? Ông ấy đi nhanh. Đó. Thứ ba là ông gì? Ông chết nhanh. Đấy. Thì đấy nên đâm ra gì? Đâm ra là một cái câu mà nó để hiểu được đúng thì nó phải dựa vào context của nó. Chứ nếu một câu không thì gì? Rất rất là khó. Đấy chính là một cái gì? Cái khó của đối với ngôn ngữ là như vậy. Đấy, hoặc là gì? Mà cái vấn đề là cái idiomatic nó gì? Nó lại nhiều nhiều mức độ. Đấy chứ vậy ở cái mức acoustic nó cũng bị cái nhọc nhằn này. Đấy. Là do nhỉ, đấy về cái phát âm ấy, pronunciation của nó cũng gì na ná như nhau. Đấy. Thế nên gì thì nên ví dụ câu này hoàn toàn là các bạn đưa vào nó sẽ bị nhầm. Đấy, nhưng tuy nhiên là gì, tuy nhiên là nó sẽ có bây giờ nó sẽ có cái công nghệ post processing nó dựa vào mô hình ngôn ngữ ấy, thì nó sẽ gì? Nó sẽ bắt được cái câu đầu, câu hai nó sẽ loạn. Đấy. Đấy nó sẽ dựa vào các từ do ma giờ chẳng để nó gì rõ ràng là cái này cô chẳng thì ai do nhận thì ở sau ấy thì nó không bao giờ đi với cả từ này thì nắm ra gì sẽ bắt được đấy, nhưng mà nếu mà giả sử một cách nhận dạng bình thường ấy thì nó có thể là ra cái như này được vì vì cách phát âm này các bạn gì thấy na ná như nhau đấy. Đấy, hoặc là gì nhầm nhằng ở mức gì mức syntactic chẳng đấy, thì nó có thể như này đấy. Cái nó cái về cấu trúc khác nhau thì dẫn đến gì đến là cái gì hiểu khác nhau thì đấy đương nhiên đấy, ví dụ như tôi cái câu này ông già đi nhanh quá nhỉ đúng không thì nếu mà ông nhỉ lúc này này đi nó là gì nó là động từ chẳng đúng không thì nó là ông già đi đúng không nhưng mà ở đây nó già là động từ chẳng thì nó là gì ông già đi là ông ấy già đi đúng không đấy. Thì tùy theo thì đấy tất cả nó là về mặt cú pháp thôi nó đâu là động từ thì gì thì nó sẽ suy ra. Đấy, hoặc là cái là ví dụ thêm về gì về cái nhọc nhằn về syntactic university đấy. Hoặc là có cái câu nổi tiếng là I saw a duck with telescope ấy đấy. Thì cái này cũng nếu mà đúng nó hai nghĩa đúng không hoặc là tôi nhìn con vịt với cái ống nhòm đúng không hoặc là hai là gì tôi nhìn con vịt bằng cái ống nhòm nhưng mà thực ra cái câu đấy nếu mà cái mức semantic thì nếu mà cứ về cái gọi là syntax ấy, thì nó có hai nhọc nhằn như vậy nhưng mà tuy nhiên là để đến mức mà hiểu 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 mà về mức semantic thì thực ra chỉ có một thôi đúng không tôi nhìn tôi không bao giờ hiểu con vịt nó đeo được ống nhòm đúng không sẽ định mặt cái thực tế đúng không. Đấy, hoặc là về cái mặt semantic chẳng thì đây nó có thể là gì có thể là ta thấy là gì từ banh đấy, như tôi nói đấy nó có thể là gì là nhiều nghĩa thì để giải quyết này nó đúng thì nó phải dựa vào có cái gọi là môn là gọi là task hay nó cái gọi là cái hướng nghiên cứu là Watson ambiguity chẳng hoặc Watson ambiguation đấy đấy là nghiên cứu về cái nhọc nhằn về mặt mặt mặt, mặt nghĩa nghĩa của từ đấy. Cái nhầm nhằng này cũng là một trong cái rách việc thì đố các bạn thì trả lời tôi cái ngôn ngữ lập trình cả ngôn ngữ tự nhiên này khác nhau ở chỗ nào có gì khác nhau cơ bản bạn nào trả lời tôi cái trả lời hoặc là các bạn có thể nói luôn hoặc là thứ hai là các bạn gõ vào cái chat này bạn nói cho nhanh Alo, em ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ tự nhiên. Đấy, các bạn đều biết cả hai. Em xin phép được đưa ý kiến rồi. Em biết thầy là
À rồi, ok, cái màn mình cái mic. Rồi bạn. Em thấy là theo em thì ngôn ngữ máy thì sẽ có rõ nghĩa hơn là ngôn ngữ tự nhiên, nghĩa là sẽ có một nghĩa chứ không phải là nhiều nghĩa như kiểu ngôn ngữ tự nhiên, nghĩa là ngôn ngữ tự nhiên sẽ khó hiểu hơn. Rồi ok, cảm ơn bạn. Thì các bạn đều đều khả năng trả lời được câu này, tại vì thấy mình thấy chat có bạn thì đúng rồi, là ngôn ngữ lập trình thì nó là gì, là ngôn ngữ không nhằm nhằng, còn cái ngôn ngữ mà tự nhiên, ngôn ngữ gì sẽ nhằm nhằng, tại vì ngôn ngữ lập trình mà nhằm nhằng thì ta không lập trình được, đúng không? Đấy, nó gì, ngôn ngữ nó khi viết một câu lệnh hoặc viết một cái gì, cái đoạn thực hiện gì, nó chỉ là đơn nghĩa thôi. Đấy, còn cái đây đây thì hoàn toàn nó có thể là nhiều nghĩa. Thì cái khác nhau cơ bản chính là gì, đó, nó không nhập nhằng, còn ngôn ngữ tự nhiên là nhập nhằng đấy. Các cái là các bạn khi học thêm này thì các bạn phải biết nhá, biết biết để ta gì, ta mà dễ hình dung, mà tức là ta biết mà ta gì, ta khi gặp cái mà trong thực tế thì gì, thì ta để còn nhận ra và ta giải quyết. Chính vì cái ngôn ngữ lập trình nó không nhập nhằng ấy, nên phân tích cú pháp của nó giờ người ta thuật toán rất nhanh, là thuật toán có thể tuyến tính. Đấy, còn đối với ngôn ngữ nhập nhằng này thì gì, thì không thể nhanh được như vậy. Ngôn ngữ về tức là về cái gọi bộ phân tích cú pháp. Đấy, về về cái nhập nhằng ở đây đấy, như tôi vừa nói, mức độ của cái từ banh hoặc là thứ hai đấy, I saw a duck with a tennis. Đấy thì vấn đề giải quyết nhập nhằng này như nào? Đấy, thì do nhập nhằng thì rõ ràng nó gì? Đấy thì ta có mấy cách. Thứ nhất là ta có thể xác suất hóa, xác suất hóa cái gọi là mô hình xác suất. Đấy, ví dụ như là dựa vào ví dụ như là HMM Hidden Markov Model cho gì, cái bài toán mơ gắn nhãn. Và thứ hai là ta dùng cái văn phạm gọi là văn phạm phi cảnh xác suất đối với phân tích. Đấy. Để ta gì? Ta để, rõ ràng khi dùng cái xác suất đi thì nó có thể ra những mỗi cây và một cái xác suất. Thì ta chọn cái gì, cái cây nào tốt nhất. Đấy, ví dụ như cái này chẳng hạn, I saw her duck tennis court chẳng hạn, thì rõ ràng nó ra cái hai cái cây, thì đương nhiên là ta sẽ ra cái cây mà nó hợp lý, đúng không? Thì ta phải dựa vào cái thông tin này, thông tin là tennis court thì nó không bao giờ đi con vật được, đúng không? Chỉ đi gọi là human thôi, thì ta sẽ cho nó xác suất tăng lên, và như vậy ta sẽ chọn được cái câu đấy. Đấy thì ở đây người ta cũng nói rồi, tức là cái phân tích mét chỉ đúng khi là cái gì, cái xác suất là chính xác. Nhưng vấn đề là xác suất thì ta sẽ gì, ta lấy từ đâu được cái xác suất này, ta dành từ đâu, đúng không? Thì rõ ràng thì rất là gì, theo nghĩa tự nhiên muốn xác suất tốt thì ta phải thống kê, đúng không? À, thống kê càng nhiều thống kê thì ra xác suất nó càng hiệu quả. Đấy, thì rõ ràng là thống kê thì thống kê đâu thì chính là thống kê từ cái dữ liệu, đúng không? Từ cái data của ta. Đấy, chính là từ cái gọi là dữ liệu, hay người ta gọi là cái corpora ấy, cái kho dữ liệu. Đấy. Thì ví dụ như là đấy, cái kho dữ liệu thì là chính là tập hợp các cái văn bản. Đấy, thường là gắn nhãn đối với bài toán phân tích cú pháp thì ta phải gắn nhãn cú pháp. Đấy, đối với toán gắn nhãn từ loại ta phải gắn nhãn. Đấy. Và tất nhiên là đối với một số bài toán thì giờ nó là gì, là raw text, ví dụ như mô hình ngôn ngữ chẳng thì nó chỉ cần raw text nó học thôi. Đấy, còn là ví dụ thì ta có gì đối với toán về phân tích cú pháp thì đối tiếng Anh nó là nổi tiếng nhất, Pennsylvania nó cũng gần như là gì, nó có hàng mấy chục trăm ngàn câu, và đây này nó 1 triệu cái từ cho cái bộ Wall Street Journal. Đấy, tại vì Wall Street Journal là Wall Street Journal là cái câu nó lấy từ cái tạp chí Wall Street Journal, là cái tạp chí nổi tiếng của Mỹ. Còn là các cái ví dụ như là các câu song ngữ thì đầu tiên ngày xưa thì nó lấy từ cái họp quốc hội của Canada ấy, đấy, đối với Anh Pháp. Tại vì nước nước Canada nó đặc biệt là gì, nó nói song ngữ Anh và Pháp, nên đâm ra là cứ các cái bây giờ về 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 văn bản nó official ấy thì nó thường là có hai ngôn ngữ, nên đâm ra họ lấy dùng cái này luôn, các cặp câu. Còn là đối với cái sentiment nhá, có just review chẳng hạn. Đấy, còn là tiếng Việt của ta thì có cái kho VNSP corpus. Đấy thì để hôm tới tôi sẽ giới thiệu cái này, để xem bạn nào mà nhóm bạn nào thích thì ta thi cái này. Hiện nay là giờ đang có 7 nhóm tát năm nay là gì, là về gì, về 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 gọi là xe tát đấy, người ta thi. Đấy, thì bạn nào mà hứng thú thì ta có thể tham gia ta thi, cái này cũng cũng vui. Vẫn có bạn là xin join bây giờ.
Đấy thì như tôi nói thì cái NLP của ta chính là bây giờ là cái cách tiếp cận, tại vì ngày xưa thì nó có thể cách tiếp cận dựa vào rule, ta xây dựng các cái luật, nhưng mà hiện nay thì gì, thì là cách tiếp cận dựa vào data driven, dựa vào dữ liệu, hay là khác là chính là static NLP. Đấy. Thì đấy thì NLP là gì, là gần như là được dominate, thống trị bởi gì, các phương pháp static. Đấy. Gần như cũng các cái gì, các cái lĩnh vực khác của AI, và nó gì, nó mạnh hơn so với không phương pháp Rubin. Trước đây ví dụ như là, nhưng mà thực ra thì 15 năm trước thì ta gì phổ biến Rubin, nhưng mà gì, nhưng mà chục năm ở đây thì gì, thì ta chuyển static rồi. Đấy, và thứ hai như các bạn biết đấy, ví dụ như là ta để chọn cái tốt nhất ta phải dùng xác suất đúng không? Đấy, xác suất học từ đâu thì ta phải static và learn từ data đúng không? Đấy. Và rõ ràng là để các cái hiện tượng dữ liệu mà các hiện tượng mà trong thực tế mà ta gì ta giải quyết được triệt để thì ta phải cần rất nhiều dữ liệu để minh họa các hiện tượng tượng đặc biệt đấy, tại vì rất nhiều hiện tượng mà dữ liệu ít ý, thì nó không xuất hiện. Đấy, do đó muốn mà ta gì ta ta ta, ta tại vì một trong cái mà để gì để học được các hiện tượng đấy, nó phải có trong data đúng không? Đấy, nếu mà giả sử gì không có data nó không học được. Đấy, do đó, nhưng mà để có càng nhiều dữ liệu thì ta sẽ gì có thể cover được nhiều các cái gì phenomenon trong gì trong 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 thực tế. Đấy, về cái nữa là về cái gì, một trong khó khăn nữa là về cái sparsity, về cái tính về 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 cái dữ liệu thưa của gì của text data. Tại vì vì sao, vì đấy cũng có điều nó phân theo cái gì cái đường là zip, các bạn thấy đấy, ví dụ như từ đầu tiên thì nó xuất hiện 1 triệu lần, 1,6 triệu lần đúng không? Từ thứ hai nó giảm đi 1/2 rồi, đấy nó chỉ 800.000 thôi. Đấy, và đến ở đây cái từ mà gì mà ở đây ta chỉ cần cái thứ ở đây 2 4 6 8 9 thứ 18 thôi. Em thứ 18 mà nó chỉ còn 45.000 thôi. Đấy. Thì ở đây là nếu mà giả sử thứ từ thứ khoảng độ 1.000 nha, thì tôi đảm bảo nó chỉ xuất hiện chục lần thôi. Đấy. Còn là từ thứ 10.000 nha thì đôi khi nó 1-2 lần thôi. Đấy thì nó bị cái hiện tượng gọi là người ta gọi là long long tail, đuôi dài. Đấy, đuôi dài. Cái hiện tượng mà gì? Mà từ mà càng gì càng 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 sau ấy thì xuất hiện càng ít. Mà vấn đề là có một cái dở cái là gì, là cái từ xuất hiện ít đấy thì không phải là gì nó không dùng nhiều, mà do là cái kho ngữ liệu nó bị phân bố theo cái kiểu đấy thôi. Đấy. Đôi khi cái từ đấy người ta lại, lại trong thực tế này ta dùng rất là nhiều, dùng rất là nhiều đấy, thì nhưng mà vấn đề cái từ mà nó xuất hiện ít thì nó học được rất ít thông tin. Đấy, ví dụ các từ mà nhiều, ví dụ ông dơ này thì học được nhiều, nhưng mà vấn đề cái ông dơ ở đây thì lại chả có tác dụng gì cả. Đấy, nó chỉ là từ ấy thôi, từ từ mang tính chất từ article thôi, từ toán từ thôi đúng không, nên làm ra nó không có tác dụng. Đấy, cái từ nó phải từ content word, và cái từ thì nên làm ra gì, cái từ xuất hiện ít không phải là gì gọi người ta gọi là red word ấy, cái từ không phải là không dùng nhiều mà do cái corpus của ta nó chưa đủ. Đấy. Và thứ hai là tại vì các bạn biết là cái ngôn ngữ nó rất đa dạng, ví dụ lĩnh vực văn hóa kinh tế vân vân rất nhiều thứ. Đấy, thì rõ ràng là ta đôi khi ta chỉ được cái thông tin, ví dụ connect được, tức là có ở cái thông tin chung thôi, chứ các thông tin khác thì không có, nên đâm ra đấy là cái khó khăn, nên kể cả dữ liệu rất lớn nhưng nó vẫn bị thưa dữ liệu, không bao giờ là đủ. Thế nên đâm ra tại sao mà Google nó tốt, thực ra Google tốt là một trong cái nó dữ liệu rất là nhiều, nó hơn hẳn các bọn khác. Đấy là gì? Là dữ liệu là nhiều thì nó sẽ đỡ bị các hiện tượng sai. Đấy thì về cái spicy, cái mà tôi giải thích vừa nãy, đấy cái này ví dụ dựa vào cái frequency và rank nó đào rất là kinh, đào rất là kinh. Ví dụ như các cái mà thứ một chẳng thì nó có thể là 1 triệu, nhưng mà khi chỉ cần cái từ mà gì mà 10 mũ 5 ở đây là chưa chưa đến 100.000 thì gần như là nó không xuất hiện rồi. Đây nó sẽ tiến tới cái không đúng không? Đấy, nó chỉ 1-2 từ. Đấy, cái rank. Đấy là cái gì? Cái sparsity của dữ liệu. Đấy. Cái này nó là thực tế thôi, thực tế là bất cứ có bớt bạn đào bạn gì? Bạn thử, tại vì nó tuân theo cái định luật zip, ở gì ta vừa trình bày. Tức là các cái từ mà gì? Mà cái rank mà nó giảm thì nó chỉ bằng 1-2 cái tần suất thôi, giảm theo theo gì theo cái mức như vậy mà.
Đấy thì ở đây là gì? Người ta chính cái mà tôi nói đấy, nhưng mà miễn là mặc dù cô bớt lớn như nào nha thì gì thì cũng không bao giờ gì, không bao giờ đủ cái gì cả cái tần suất của từ. Điều này có nghĩa rằng gì? Ta phải có cách này, cái cách là rất là clever way hoặc là smart way để gì? Để estimate cái xác suất của gì? Của các từ hiếm không bao giờ xuất hiện. Đấy đúng không? Cái đấy, ví dụ cái từ hiếm không bao giờ xuất hiện như tôi nói là không phải là từ không quan trọng mà nó do cô bớt thì không có thôi. Cái từ đấy đôi khi là ta lại rất hay dùng trong cái task của ta. Mà giờ đấy mà ta mà giờ lại dùng cái này là gì? Là rất là nguy hiểm đúng không? Thì cái này nó bị hiện tượng chính là cái gọi là cái out of domain đấy. Tại vì ví dụ như là các bạn có dữ liệu ở miền Trung nhá, nhưng các bạn gì áp dụng cho cái miền ví dụ thể thao, miền về health chẳng hạn, về sức khỏe chẳng hạn, thì nó sẽ bị cái gì, sparsity này. Nhưng mà thực ra theo cách tôi làm rất là nhiều thì rõ ràng dữ liệu bao nhiêu không đủ, dữ liệu bao nhiêu nó vẫn bị cái hiện tượng sparsity. Tất nhiên nó sẽ đỡ mức nào đấy. Thì đây là cái lĩnh vực mà connection với cả cái NLP, thì để gì để học một cách bài bản, hoặc là thứ hai này hiểu kỹ về NLP thì rất nhiều thứ, nhưng mà tất nhiên là một số nhiều rất nhiều cái các bạn cũng học rồi đúng không, về ví dụ như là về lý thuyết thông tin này, information theory này, logic này, data science thì ta có thể tự đọc, về politics thì về cũng là về kinh tế chính trị các bạn học rồi đúng không, về triết học Spinoza, về kinh tế vân vân. Đấy, ta đều đều biết cả rồi đúng không? Đấy, thì tất nhiên là để tốt thì ta có thể tìm hiểu sâu đến basic, nhưng mà cái introduction thì các bạn cũng gọi mức vừa phải thôi. Đấy, ta còn tất nhiên là để các bạn làm sâu mà nghiên cứu ở mức mà master ở PhD thì ta phải hiểu sâu hơn một chút. Đấy thì các ứng dụng ngày nay thì đấy thì các ứng dụng mà nó cover các cái mà tôi nói ở năm 2021 ấy, nó cũng là các cái mà thì cái này các bạn có thể về gì về về đọc thêm slide để ta, nhưng mà giờ nổi lên là cả hai cái chính là cái chatbot, à cái gọi là Visual Assistant và cái gì và cái gì dịch máy Machine Translation, là hai cái mà gì rất là nhiều. Hoặc giờ nó cũng có cái liên ngành, tức là Visual Understanding, tức là hiểu cái ảo ấy, từ cái gì cái bức tranh ta sẽ gì sẽ viết một cái mô tả, hoặc là từ cái video ấy thì ta mô tả cái câu chuyện về cái video đấy. Đấy thì nó tức là ảnh sinh ra text. Đấy. Và ngược lại từ cái text ta sinh ngược ra ảnh, rất nhiều ứng dụng mà nó lai giữa gì à, nó chuyển từ từ image sang gì sang text. Đấy, vậy khóa học này thì ta gì cái gì trong khóa học thì đấy thì ta sẽ học hai phần. Thứ nhất là về về ta sẽ học hiểu về cái linguistic, ví dụ về gắn nhãn từ loại, về phân tích cú pháp, về về hoặc là gì hoặc là về mô hình ngôn ngữ để giải quyết cái vấn đề ngập nhập nhằng đấy, hoặc là các cái dấu biểu diễn như nào cho thích hợp. Để biểu diễn thì ta có thể dùng word embedding hoặc là dùng gọi là on hot vân vân. À đấy, và làm nào biết để gì về về model là gì và cái gì không phải model vân vân đấy, hoặc là thứ hai là đa số ta sẽ sử dụng các cái về cái công nghệ ta dùng chính là dùng machine learning. Đấy, hoặc là cái gọi là người ta gọi static model. Đấy, thì chính ở đây thì bây giờ hiện nay thì ta sẽ dùng chính cái gọi là về các cái phương pháp deep learning thôi để ta gì ta thao tác. Đấy, còn về cái gì cái inference, tức là ta để gì để suy ra được cái kết quả ta, thì ta sẽ dùng thuật toán tự động là gì tìm kiếm. Thì đối với phương pháp máy thì chính là ta sẽ gì vấn đề chính là cũng là quá trình học và có lượng tham số thôi. Đấy. Thì đây là các cái gì online của cái khóa học này. Đấy, thì tất nhiên là online thì sẽ có một số buổi là các bạn tôi sẽ giảng lý thuyết, và thứ hai gì một số buổi là các bạn tự học. Một số buổi thì tất nhiên là tự học theo nghĩa chính là các bạn gì các bạn sẽ tập trung làm cái gì cái project của chúng ta. Và sau đó thì cũng một số buổi là các bạn trình bày, thì trình bày cũng chính là cái mà để đánh giá cuối kỳ luôn đấy. Có thể là tại vì lớp đông thì các bạn thì phải 2-3 buổi trình bày gì đấy. Và cái nội dung thì ở trên cái outline topic. Tức là ngoài các cái đấy, ví dụ các cái như như chung các cái gọi là core về về NLP đấy, thì các bạn phải hiểu về UOT và gì và dãy đúng không? Dãy thực ra chính là câu đấy, từ và câu. Và thứ hai là hiểu các cái bài toán cơ bản để parser, semantic, và đặc biệt các cái ứng dụng thì có thể là
về cái machine translation, question answering, ok chatbot hay custom. Đấy thì làm sao để mục tiêu của cấu học này ngay như đời tôi đã nói thì thứ nhất là gì? Là làm sao để tạo cho các bạn cái thích môn này, tạo cái đam mê hứng thú. Tức là bất cứ môn nào thực ra là ta gì cũng rất mong muốn của người mà truyền đạt kiến thức hay là giáo viên là gì các bạn thích thú cái môn học. Nhưng mà tất nhiên là thực ra thì cũng có nhiều cái option nên đâm ra là cũng không hẳn là tất cả chúng ta đều đi theo này cả. Nhưng mà hy vọng là gì? Cái mức đầu tiên là các bạn thích thú say mê. Mức thứ hai là các bạn học thì các bạn sẽ có cái như content và skill các bạn sẽ nắm được. Đấy, ví dụ học về ít nhất là các bạn sẽ học về vấn đề và gì? Các cái là gì? Tức là các cái học về các bài toán và các gì? Các cái có thể để gì? Ta có thể phân tích được về cái mặt ngôn ngữ. Đấy. Thì ví dụ như hiểu nên hai cái question ở đây, tức là major issue, vấn đề chính là gì, vấn đề chính của cái bài toán đấy là gì. Đấy, tại vì cũng có thể là một bài toán mà cái phần NLP nó chỉ là một phần trong đấy, thì vấn đề chính của cái NLP trong đấy là gì, đấy, chính và gì, và cái giải pháp chính để giải quyết cái đấy là cái gì, là cũng biết và gì, và kết thúc khóa học thì ta có thể gì, ta cũng có thể là gì, ta biết là cái đối lĩnh vực này thì cũng khó nhưng mà gì, nhưng mà nó thú vị và gì, và quan trọng, để quan trọng là nó ứng dụng nhiều, và nếu mà ta thích ta làm đấy thì đương nhiên đấy nó có thể gì, nó có thể thì vừa vừa hứng thú và gì, tóm lại là cho ta một cái nghề nghiệp mà gì, một thu nhập cao nha, cái mà gì, một công đôi việc, vừa thích vừa, nhưng tất nhiên là cái gì nó thế thôi, nó cái mà để cái thu nhập cao hoặc là gì thì nó đương nhiên là nó không phải dễ thì ai vào được cả. Đây, và có thể khả năng gì, khả năng là ta có thể giải quyết được các cái gì, các cái về vấn đề về ngôn ngữ. Đấy, biết được gì, biết được cái giải pháp để ta apply khi nào và gì, khi nào thì apply và gì, apply như thế nào, và hoàn toàn ta có thể nắm chủ được một số các cái gì, các cái thuật giải, cái thuật toán. Đấy, đối với bài toán ví dụ như này thì ta nên áp dụng thuật toán này, bài toán kia áp dụng thuật toán kia, để đối với bài toán dịch máy nhá, thì ta nên dùng mô hình transformer sequence to sequence nhá. Đấy, và có thể sử dụng các một số phần mềm đấy, có thể open source để gì, giải quyết một số các cái NLP language task nhá. Và ta có thể là gì, biết một số các cái tài nguyên về 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 tính toán, có một số các cái. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể biết được về Benchbank này, hoặc biết về cái VNFP Corpus chẳng hạn, một số tài nguyên, hoặc là một số các cái tool để ta sử dụng. Ngoài ra các bạn có thể khả năng nếu khi các bạn học vững thì các bạn có thể đọc được các paper trong lĩnh vực này. Đấy là cái goal của cái Scott. Đây là cái gì, cái zone confidence của cái lĩnh vực này. Đây là cái mà các bạn vào đây thì gần như có các cái up to date về cái paper mới nhất. Đấy, thì để các bạn có thể tham khảo. Thì cái ví dụ như hội nghị nổi tiếng nhất là ACL và MNP, hội nghị hàng đầu. Đấy. Và ngoài ra có cái journal thì rất nhiều các bài báo và gì mà cũng từ đây mà nó thành cái gì, cái gọi là key driver. Ví dụ cái bài toán về cái transformer chẳng hạn, thì nó chính là cái gì, cái cũng là một cái bài báo của gì, của cái, tôi nhầm là không nhớ là cái hội nghị ACL năm 2017. Đấy, thì giờ nó trở thành một cái gì, cái mô hình rất là phổ biến đối với bởi bài toán sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Đấy, thì kết luận là gì của bài học hôm nay là ngôn ngữ tự nhiên thì để gì, để tất nhiên cái ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì nó gì, giải quyết chính là các cái application, nhưng mà gì, để giải quyết nó thì ta cần lại gì, computational linguistics, tính toán ngôn ngữ. Tức là ta gì, ta sẽ gần như là bắt nguồn từ gì, từ các cái về ngôn ngữ học ấy, để ta gì, ta xây dựng nên các cái đặc trưng vân vân. Tại vì từ đây thì các bạn mới biết là ngôn ngữ tiếng Anh khác ngôn ngữ tiếng Việt, các ngôn khác ấy, thì ta mới
mình sử dụng mạnh mạnh yếu từng ngôn ngữ, chứ không phải là đấy. Thì đối với nên bài toán ngôn ngữ thì nó sẽ khó hơn so với ảnh. Ảnh thì các bạn có thể phương pháp đấy, ảnh nào nó thế thôi, nhưng mà gì, ngôn ngữ nó khác, các bạn không thể áp dụng cái phương pháp apply cho tiếng Anh, các bạn apply luôn cho tiếng Việt mà nó work được. Người ta phải có một số các cái mà hiểu và ta customize đi. Và gần như nó là gì, các cái ứng dụng của machine và static đấy, thì là gì. Và đấy thì để giải quyết các vấn đề này thì thường là ta sử dụng các cái gì, các cái kỹ thuật chính của học máy đấy. Và đặc biệt là về gì, là sử dụng kỹ thuật về deep learning đấy. Ngoài ra ta có thể sử dụng các phương pháp học cơ bản đấy. Và thực ra bản chất chính là định nghĩa, nhưng một cách mà gen rồi trên chính là định nghĩa cái mô hình mà thống kê trên các cái gì, các cái biến mà thích hợp ấy, đối với tức là đấy, định nghĩa mô hình thống kê trên cái gì, trên cái bài toán nhá. Bài toán chúng ta chính là gì, ta gì, mô hình chính là gì, là gì, một cái tập data đấy, đúng không? Data thì để coi là các cái biến đấy, mô hình mà gì nó phù hợp với cả cái data ta nhất. Thì từ đấy thì ta có thể gì, hoặc dùng deep learning, hoặc dùng các phương pháp học máy cơ truyền thống. Cái tài liệu tham khảo thì tôi có thể tham khảo một số các cái tutorial NLP hoặc là cái slide NLP của cái đại học CMU hoặc Toronto, đều là các cái đại học mà gì mà hàng đầu trên thế giới. Đấy, thì buổi học hôm nay thì về nội dung thì như vậy, các bạn có question gì không? Alo thầy ơi, slide các thứ thầy có đăng lên trên course không ạ? Có, mình sẽ gửi luôn nhá. Mình sẽ gửi luôn sau trong buổi học nhá. Vâng, cảm ơn. Thế nếu bạn không có, bạn không hỏi gì thì buổi học dừng tại đây nhá. Alo. Ok, thì chúng ta là finish buổi học ở đây nhá. Chào thầy. Chào tất cả các bạn. Ok, thầy cho em nhiều chút ạ. Ok, bạn hỏi gì? Em nghĩ là kiểu cái môn này nó sẽ có một số kiến thức nó bị kiểu mình cần phải tìm hiểu trước ấy. Thì em nghĩ là nếu được thì thầy đăng slide trước của các cái bài học của các tuần đúng không ạ? Ok. Rồi. Vâng, cảm ơn thầy. Ok. Chào bạn.